chương 61 năm học mới học viện hồn sư sơ cấp Thiên La, phân viện tử La Thành. Sáng sớm, hồn đạo phi xa tụ tập tới tòa nhà chính mà đi, cho nên hiện tượng kẹt xe rất ít thấy xuất hiện. Vì biểu hiện ưu dị trong việc nghiên cứu vật chủng khi thăm dò các hành tinh. Hiện tại Lam Tiêu đã được tấn thăng làm thượng tá. Tuy rằng chức vụ tạm thời không có biến hóa nhưng rất hiển nhiên, sau này rất có thể hắn sẽ bị điều động. Theo chính Lam Tiêu nói, thì có khả năng hắn sẽ được điều đến sở nghiên cứu cấp độ cao hơn, Nói cách khác, rất có thể bọn hắn sẽ phải rời nhà tới Thiên La Thành. Nam Trừng cảm thấy cái này có chút trùng hợp, bởi vì nàng nhớ rằng, bồn viện của học viện hồn sư sơ cấp Thiên La muốn xây dựng lớp thiếu niên năng động. Nói cách khác, nếu Lam Hiền Vũ thi đậu vào lớp thiếu niên năng động thì cũng phải tới Thiên La Thành đấy. Cho nên hôm nay, trước khi đến trường Nam Trừng đã cố ý dặn dò hắn nhiều hơn vài phần. Làm tiêu thăng chức, nếu như Lam Hiên Vũ cũng thi đậu lớp thiếu niên năng động, như vậy đối với bọn hắn nhà mà nói, không thể nghi ngờ chính là song hỷ lâm môn, Tốt rồi, vào đi thôi. Lam tiêu mỉm cười nói. Năm thứ hai rồi, nhi tử giã cao lớn hơn rất nhiều. Ba, hẹn gặp lại. Lam hiền vũ phất phát tay với Lam tiêu, vẻ mặt tươi cười. Trong lòng của hắn đang nghĩ, đã rất lâu rồi ba không có đưa mình đến học viện như vậy đây. Gặp lại. Lam tiêu cười cười, gật đầu. Ngay khi Lam tiêu chuẩn bị rời đi, lại thấy được một thân ảnh quen thuộc. Như cũ là Diệp Phong với một thân nhung trang, khuôn mặt lạnh lùng mang theo Diệp Linh Đồng đi tới. Lam Tiêu vô thức mà đứng thẳng thân thể, nhưng hắn lập tức kinh ngạc phát hiện ra, quân hàm của Diệp Phong đã thay đổi, đã giống với hắn, cùng là quân hàm thượng tá. Trưởng quan, đã lâu không gặp. Lam Tiêu vô thức mà lên tiếng chào. Diệp Phong nhìn qua đã trở nên tăng thương hơn rất nhiều, hắn thở dài một tiếng, ta đã không còn là cái gì trưởng quan nữa, ta xuống chức rồi. Ngược lại, phải chúc mừng người thăng chức rồi. Chính là bởi vì vốn là đại tá, hắn mới càng hiểu rõ việc thăng chức là một việc khó khăn tới cỡ nào, Ba, con đi đây Diệp Linh đồng tự nhiên thấy bóng lưng Lam Hiền vũ, nàng không thể chờ đợi được mà nói với Diệp Phong: Đi đi thôi. Diệp Phong xoa xoa đầu nữ nhi, hai người đưa mắt nhìn riêng từng đứa con mình tiến vào học viện. Lam Tiêu nói: Trưởng quan, người thế này là đã xảy ra chuyện gì? Có tiện hỏi không? Phải tích lũy bao nhiêu công huân mới có thể thăng chức a? À, mà một khi xuống chức thì chỉ có thể là việc lớn. Diệp Phong cười khổ: Ta hiện tại không có việc gì, nếu ngươi cũng có rảnh rỗi thì chúng ta đi uống ly cà phê. Lam Tiêu gật gật đầu, "Tốt, đây là vinh hạnh của ta." Vị trước mắt này, tuy rằng Quân Hàm đã cùng một dạng với hắn rồi, nhưng động lòng người là hắn, một bát hoàn hồn đấu la, hơn nữa là chủ chiến hồn đấu la, nên địa vị trong quân vẫn không phải hắn có khả năng so sánh. Hai người ra khỏi học viện, lái xe riêng tới một quán cà phê đã hẹn trước. "Trưởng quan, đừng gọi ta là trưởng quan, gọi tên ta đi." "Được rồi, Diệp Phong huynh, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy?" Lam Tiêu nghi ngờ hỏi diệp phong cười khổ người hẳn là đã nghe qua vụ thảm án thiên tế cao ốc chứ người phụ trách bắt tội phạm lần đó là ta cả cái kế hoạch xảy ra vấn đề chúng ta hoàn toàn đã rơi vào bẫy của tội ác chi thành tuy cuối cùng là không biết do vị nào ra tay cuối cùng đã không có để cho bọn chúng thực hiện được mục đích nhưng cũng vẫn có tới hơn trăm người chết thân trưởng quan chỉ huy lúc đó nhưng ta lại không có biện pháp gì khó từ tội trạng làm tiêu nhíu chặt lông mày thế nhưng ngươi còn trẻ như vậy đã có thể tới chức vị cao nhất định là lập được công lao hiển hách cho liên bang làm sao lại như vậy diệp phong giơ tay lên cắt đứt lời nói của hắn đây đã là kết quả tốt nhất rồi là nhờ lực bảo vệ của quân đội đấy nếu không thì ta đã phải ra tòa án quân sự rồi lắng động vài năm cũng tốt ta chuẩn bị cố gắng tu luyện xem một chút có thể trùng kích phong hào đấu la hay không nếu như có thể tu luyện tới phong hào đấu la thì mọi chuyện sẽ khác lam tiêu vội vàng gật đầu nói tai ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc diệp phong nhấp một hớp cà phê trong mắt hắn đã nhiều hơn mấy phần thần thái hiền vũ nhà ngươi rất không tầm thường a à. học kỳ trước hắn lại đánh bại linh đồng đứa nhỏ này là song sinh võ hồn sao trong nội tâm lam tiêu trong nội cả kinh nhưng hắn không có mở miệng diệp phong nói ngươi cũng không cần phủ nhận kỳ thật có thiên phú là chuyện tốt a à. Nếu ta không nhìn lầm thì Lam Ngân Thảo, ở hai cánh tay của đứa nhỏ này là không giống nhau, cho nên linh đồng mới có thể thua thảm như vậy. Trước kia ta vẫn một mực xử lý chuyện của mình, chưa kịp đi tìm ngươi. Hôm nay vừa vặn thấy ngươi rồi, ta nghĩ thương lượng với ngươi vài việc về Hiên Vũ." Lam Tiêu nói, ý của ngươi là hắn không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, ở trước mặt người thông minh, cố hết sức phủ nhận một việc ngược lại sẽ làm cho người ta hoài nghi." Diệp Phong nói, đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm, hẳn là bồi dưỡng rất tốt thẳng thắn mà nói, từ lần thứ nhất hắn làm cho hồn kỹ của Linh Đồng, mất đi hiệu lực ta đã chú ý tới hắn. Võ hồn thiên cương long của Linh Đồng tuy không phải võ hồn loài rồng mạnh nhất, nhưng cũng thuộc về chân long. Lam Tiêu Huynh, người là nghiên cứu của hồn thú, nên hẳn là rất rõ ràng địa vị của võ hồn loài rồng, đây tuyệt đối là tồn tại ở tầng thứ tối cao. Cho nên tình huống trên người hiên vũ có nghĩa là gì thì không cần nói cũng biết, hắn có võ hồn biến dị, hoặc là có quan hệ với loài rồng, hoặc là một võ hồn rất cường đại, có lẽ bây giờ còn chưa mở phát ra nhưng khí tức võ hồn là giả không được. Ta đã hỏi Linh Đồng rất kỹ về mấy lần nàng cùng Hiên Vũ giao thủ, gần như có thể khẳng định là hắn biến dị võ hồn rất khó lường. Nếu con của ngươi có thiên phú, như vậy thì có thể nào lại để nó mai một như vậy? Lam Tiêu nói, không có mai một a. À lần này sau khi tự trường bọn hắn sẽ khảo thí vào lớp thiếu niên năng động của bổn viện học viện thiên la cũng không biết có thể thi đậu hay không diệp phong mắt hàm thâm ý mà nói kỳ thật còn có một phương hướng khác không nhất định phải đi con đường hồn sư này nếu người đồng ý ta có thể cho hắn tiến vào quân đội vào trường quân đội trực tiếp bồi dưỡng tương lai hắn thậm chí có thể hướng về chiến thần điện mà cố gắng chiến thần điện nghe được ba chữ kia thân thể lam tiêu thân thể không khỏi chấn động hắn đương nhiên biết cái kia là cái tồn tại như thế nào Chiến thần điện do liên bang trực tiếp quản lý, nhưng cũng là một bộ phận của quân đội, chính là căn cứ mạnh nhất của quân đội. Bất luận một vị nào có thể xưng là, chiến thần đều có địa vị hết sức quan trọng tại quân đội, ít nhất cũng là cấp bậc thiếu tướng. Có điều, muốn trở thành chiến thần lại tuyệt không dễ dàng. Dựa theo quy củ của chiến thần điện, thì tối đa chỉ có thể có 18 vị chiến thần, về phần chiến thần dự bị thì không biết có bao nhiêu rồi. Muốn trở thành mộ chiến thần chính thức, thì chiến thần dự bị phải khiêu chiến một vị chiến thần, hơn nữa phải chiến thắng đối phương mới được việc này nói dễ vậy sao nhưng một khi thành công tương lai chỉ có tiền đồ tươi sáng diệp phong khẽ gật đầu không sai ta cảm thấy hiên vũ có tiềm chất này linh đồng chưa hẳn có thể làm nhưng hắn hẳn là có cơ hội lam tiêu huynh lúc này lam tiêu lại không chút do dự lắc đầu không được hà diệp phong không nghĩ hắn lại cự tuyệt nhanh như vậy lam tiêu nói nếu như tiến vào quân đội liền có nghĩa là đứa nhỏ này sẽ phải rời xa chúng ta ta cùng mẹ hắn đều không nỡ bỏ cho nên để cho hắn đi theo con đường bình thường thôi. Diệp Phong nhối mày, chim non không thả ra thì sao có thể dương cánh bay cao. Lam Tiêu Huynh, ngươi không thể nhìn ngắn như vậy à. Lam Tiêu than nhẹ một tiếng, không phải ta nhìn ngắn, thật sự là sau khi trải qua chia lìa ta mới hiểu được việc này, thống khổ đến cỡ nào. Vừa rồi ta đã tham dự chuyến thăm dò giữa các hành tinh, vừa đi chính là 8 tháng. 8 tháng này đối với ta cùng mẹ con hắn đều là sự dày vò rất lớn. Nên đối với chúng ta, không có việc gì quan trọng hơn so với gia đình đoàn tụ, Diệp Phong không nghĩ hắn sẽ nói như vậy, nhưng hắn cũng vô thức mà hồi tưởng lại đoạn thời gian mình bế quan kia, trong nội tâm hắn lúc đó chẳng phải luôn đăm chiêu suy nghĩ về vợ con sao. Diệp Phong than nhẹ một tiếng, được rồi. Nếu như ngươi cải biến chủ ý, tùy thời tới tìm ta, thì cứ như vậy. Hắn không chút nào dây dưa dài dòng, nói xong, đứng người lên đã đi. Chương 62 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio. Lam Tiêu không có vội vã rời đi mà vẫn tiếp tục ngồi ở đó uống cà phê, Hắn có thể nào lại để cho Lam Hiên Vũ đi tòng quân a? Tòng quân ý vị như thế nào? Việc đầu tiên tòng quân phải làm chính là tra xét bối cảnh gia đình, thẩm tra nghiêm khắc tình huống bản thân, mà Lam Hiên Vũ có lai lịch như thế nào? Liệu có chống lại sự tra xét được không? Đáp án đương nhiên là không đấy. Ghi chép sinh ra của Lam Hiên Vũ vốn là do chính hắn làm ra, đó là một hài tử sinh ra từ trứng a, cho nên vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không để cho Lam Hiên Vũ đi tòng quân đấy hiện tại hắn chỉ hy vọng nhi tử có thể khỏe mạnh, bình an, như vậy là đủ rồi. Lam Hiên Vũ, nghe được âm thanh truyền đến từ sau lưng kia, bước chân Lam Hiên Vũ cũng không có dừng lại, mà biểu lộ trên mặt hắn đã thêm chút buồn bực. Diệp Linh Đồng chạy hai ba bước đuổi tới phía sau hắn, nói, ngươi có chuyện gì vậy? Có chút ý thức hay không vậy? Ta gọi ngươi đấy. Nghe thấy âm thanh bất mãn của nàng, Lam Hiền Vũ tức giận nói, ngươi có yên lặng chút được không? ngươi là ban nhất mà ta là bạn hai đấy, ngươi không có chuyện gì lại tìm tới ta gây phiền phức hả? Ta dễ khi dễ lắm phải không? Diệp Linh lập tức trẻ nên chán nản, ta làm ngươi chán ghét tới như vậy sao? Lúc này Lam Hiên Vũ mới dừng bước lại nhìn nàng, nếu mỗi lần ta nhìn thấy ngươi đều muốn khi dễ ngươi, thì ngươi có ghét ta hay không đây? Ngươi chính là như vậy đấy. Hừ, nói xong, hắn xoay người bỏ đi. Diệp Linh Đồng bị hắn nói như vậy thì ngẩn người, nhưng ngay sau đó nàng lại giận dữ, hướng về phía hắn mà hét lớn, ta khi dễ ngươi. Mỗi lần bị thương đều là ta, ta như thế nào lại thành khi dễ ngươi rồi. Ngươi có xấu hổ hay không đấy? Lam Hiên Vũ, ngươi chờ đó cho ta. Chúng ta gặp tại khảo hạch lớp thiếu niên năng động. Lam Hiên Vũ có chút buồn bực, mỗi lần gặp được Diệp Linh Đồng nàng cũng đều như vậy, nhưng học viện lại lớn như vậy, năm nhất cũng có tới mấy cái lớp, muốn tránh đi nói dễ như vậy sao? Ngược lại, mấy tháng nàng không có ở đây lại vô cùng thanh tịnh, cũng bất phiền toái rất nhiều. Hắn cũng không phải sợ Diệp Linh Đồng, chẳng qua là hắn luôn cảm thấy nàng có chút phiền phức. Thu Vũ Hinh cũng đã sớm tới rồi, thấy Lam Hiên Vũ, trên mặt nàng dĩ nhiên là lộ ra dáng vẻ tươi cười. Thu Lão Sư khỏe chứ? Lam Hiên Vũ rất có lễ phép vấn ăn nàng. Thu Vũ Hinh nói, ngày nghỉ chuẩn bị như thế nào rồi? Lam Hiên Vũ cười cười, rất tốt. Thu Lão Sư, hồn lực của ta tới 14 cấp rồi. Tốt, tốt thu vũ hình mừng rỡ tốc độ tăng hồn lực của lam hiên vũ cuối cùng cũng đã nhanh hơn đây là hiện tượng tốt nhưng chỉnh thể tố chất của đứa nhỏ này cũng không thể hoàn toàn dùng hồn lực để cân nhắc người như thế này có lẽ không cần tham gia buổi lễ tự trường rồi hôm nay giám khảo của bổn viện đã tới sau đó ta sẽ mang ngươi tới a à, tốt lam hiên vũ đáp ứng một tiếng hắn cũng không có khẩn trương gì lắm khảo hạch mà thôi hắn cũng rất có lòng tin về bản thân đấy nếu như không có Nana lão sư thì vụ việc thiên tế cao ốc lần đó nhất định sẽ để lại bóng ma trong lòng hắn, thậm chí có khả năng sẽ dẫn đến tính cách của hắn trở nên nhu nhược. Nana lão sư kịp đến không chỉ là cứu được mẹ con bọn hắn, đồng thời cũng khiến cho hắn trở nên càng dũng cảm. Nhất là một màn phát tay đánh tan chiến hạm kia đã khắp thật sâu trong lòng hắn. Hắn vẫn luôn nghĩ, ta là đệ tử của Nana lão sư, Nana lão sư cường đại như vậy, nhất định ta cũng sẽ trở nên rất mạnh. Cho nên hắn không có nhát gan, ngược lại là rất nhiều tự tin, hơn nữa nguyên do của sự tự tin nằm ở cố gắng hắn tự mình cảm thấy ít nhất trong kỳ nghỉ vừa rồi sẽ không có một đồng học nào cố gắng hơn hắn rất nhanh các học sinh đã đến đông đủ buổi lễ tự trường lập tức bắt đầu thu vũ hình hướng lam hiên vũ vẫy vẫy tay rồi mang hắn ra khỏi phòng học vừa ra khỏi phòng lam hiên vũ liền thấy diệp linh đồng với một bộ mặt lạnh không hề nghi ngờ diệp linh đồng chính là đại biểu năm thứ hai ban nhất hai người liếc nhau không hẹn mà cùng mà quay đầu đi chỗ khác cung anh hào cùng thu vũ hinh cũng liếc nhau thu vũ hinh cười tủm tỉm nhưng cung anh hào lại là nhíu mày học kỳ trước việc lam hiên vũ áp chế diệp linh đồng vẫn còn tạo thành cái bóng ma trong lòng hắn nếu như nói diệp linh đồng là ưu tú thì lam hiên vũ phải là có chút quái dị rồi rõ ràng nhìn qua thì hắn không có mạnh được như diệp linh đồng nhưng mỗi lần diệp linh đồng lại đều thua trong tay hắn hơn nữa cung anh hào hoàn toàn có thể khẳng định diệp linh đồng tuyệt không có hạ thủ lưu tình thu lão sư cung anh hào hướng phía thu vũ hình lên tiếng chào. Cung lão sư. Thu vũ hình cười híp mắt đáp lễ. Chúng ta cùng một chỗ sao. Cung anh hào làm ra một cái dấu hiệu thỉnh. Tốt. Hai vị lão sư đi ở phía trước, làm hiên vũ cùng Diệp Linh Đồng dĩ nhiên là kề vai sát cánh đi ở phía sau. Người nhất định phải chết. Diệp Linh Đồng không có phát ra âm thanh mà là dùng khẩu hình uy hiếp Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ bĩu môi, liền làm như không nhìn thấy, Diệp Linh Đồng nhìn thấy bộ dạng tên này như vậy, thì hận đến có chút nghiến răng nghiến lợi, nàng muốn vươn tay ra bắt hắn nhưng dưới chân Lam Hiên Vũ lại thoáng động, không để lại dấu vết mà tránh ra rồi. Thu lão sư, Diệp Linh Đồng bắt ta. Lam Hiên Vũ đột nhiên kêu lên. Thu Vũ Hinh cùng cung anh hào ngạc nhiên quay đầu, thứ họ thấy chính là Diệp Linh Đồng duỗi tay ra, mà Lam Hiên Vũ thì là vẻ mặt ủy khuất mà nhìn Thu Vũ Hinh. Cung anh hào nhịn không được nói, Linh Đồng, ngươi làm gì vậy? cung lão sư, ta Diệp Linh Đồng muốn giải thích nhưng nàng lại phát hiện mình giải thích không được, bởi vì đúng là mình muốn nắm hắn đó a. À. Thế nhưng tên này vậy mà lại đi nói với lão sư, có xấu hổ hay không đấy chứ? Thu Vũ Hinh Tức thì quay tới hướng Lam Hiên Vũ mà nói, bắt một phát thì bắt một phát thôi, ngươi là một nam hài tử mà sợ cái gì? Tuy ngoài miệng nàng nói như vậy nhưng tay lại kéo Lam Hiên Vũ đến trước người, ôm bờ vai của hắn mà đi thẳng về phía trước. Diệp Linh Đồng thiếu chút nữa thì khóc cung anh hào khoái miệng co lại, hắn thật muốn hô to một tiếng thu vũ hình ta liều mạng với ngươi. Từ khi Lam Hiên Vũ đến, hại đại chủ nhiệm của hai ban này luôn cạnh tranh nhau, nhưng hắn lại chưa từng thắng. Sân vận động Sân vận động của học viện vô cùng rộng rãi, trên khán đài có thể ngồi tới 2.000 người. Sân vận động của học viện hồn sư là không giống với học viện thông thường. Trong sân sẽ có hồn đạo khí chuyên môn phòng ngự, có điểm giống diễn võ trường, còn có các loại thiết bị phụ trợ cùng chiếu sáng, nói như vậy, nhưng chỉ có lúc tiến hành thực chiến diễn luyện mới có thể đem sân bãi an bài, ở chỗ này. Lúc này, một bên sân vận động đã bày biện mười mấy đài thiết bị, và một số người đang rất bận rộn. Trừ thu vũ Hinh cùng cung anh hảo, còn có vài tên lão sư mang theo học sinh của mình đi tới sân vận động. Đệ tử năm 2 chỉ có Lam Hiên Vũ cùng Diệp Linh Đồng, còn lại đều là đệ tử năm 3. Bên phân viện tử La Thành, này có 10 cái danh ngạch ghi danh vào lớp thiếu niên năng động, nhưng cũng không nhất định sẽ trúng tuyển 10 người mà phải xem năng lực cho nên sau khi lãnh đạo học viện thương lượng, thì tự nhiên là sẽ tận khả năng đi lựa chọn đệ tử có trình thể tố chất cao, tới tham gia khảo hạch. Học viện vốn có ý định chọn tất cả từ đám đệ tử năm ba. Nhưng Thu Vũ Hinh, cùng cung anh hào lại cố hết sức để cử Lam Hiên Vũ cùng Diệp Linh Đồng, hai người bọn họ mới có tư cách lại tới đây tham gia khảo hạch. Năm tuổi nhỏ tất nhiên là có ưu thế, nhưng năm tuổi nhỏ cũng cần phải có thiên phú mới được, hơn nữa, mặt ngoài Lam Hiên Vũ là 8 tuổi, cũng bằng với số tuổi đệ tử năm 3 nên về phương diện này, hắn liền không có ưu thế. Chẳng qua là Thu Vũ Hình vẫn rất có tin tưởng về hắn đấy. Một gã nam tử trung niên mang dáng vẻ mỉm cười trên mặt bước tới trước, hắn mỉm cười hướng các vị lão sư mà nói, các vị lão sư, trước tiên có thể rời sân, bọn nhỏ cứ giao cho chúng ta. Chương 63 nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha tất cả lớp chủ nhiệm lớp đều rời đi, chỉ để lại 10 tên dệ tử tham gia khảo hạch lớp thiếu niên năng động. Lam Hiên Vũ mặc dù là đệ tử năm 2, nhưng dáng người lại là cao nhất trong đám đệ tử. Gã nam tử trung niên nhìn 10 tên đệ tử trước mặt, mỉm cười nói, sau đây các ngươi sẽ tiến hành một loạt khảo hạch, trong này sẽ có cả kiểm tra trụ cột thân thể, cũng có tổng hợp tố chất. Có một chuyện ta nhất định phải nói cho các ngươi biết, tuy các ngươi là người nổi bật được phân viện tử La Thành, tuyển ra nhưng cũng không có nghĩa là, các ngươi nhất định có thể vào được lớp thiếu niên năng động. Lớp thiếu niên năng động chỉ có một tiêu chuẩn chiêu sinh, chính là thực lực. Nếu như các ngươi cả 10 người đều không đạt yêu cầu, thì toàn bộ đều không thể tiến vào. Lớp thiếu niên năng động là căn cứ vào nguyên tắc thả thiếu không ẩu, đầu tuyển vào chỉ nhận những người ưu tú nhất. Nói đến đây, ánh mắt của hắn đảo qua 10 tên đệ tử trước mặt, một cỗ uy áp vô hình cũng từ trên người hắn phát ra. Có thể từ trong lớp trổ hết tài năng, thì tất nhiên sẽ là ưu tú nhất trong đám bạn cùng lứa tuổi đấy. Nên sau khi cảm nhận được uy áp, 10 tên đệ tử đều lông mày cao lại, yên lặng chống cự, cũng có người trực tiếp đem võ hồn phóng thích ra ngoài, về mặt cảnh giác. Diệp Linh Đồng là thuộc về những yên lặng chống cự, thân thể của nàng thoáng kéo căng, toàn thân xúc thế. Nhưng làm cho gã trung niên kia chú ý nhất lại là Lam Hiên Vũ đứng bên người nàng, bởi vì chỉ có Lam Hiên Vũ, cái gì cũng không có làm. Đúng vậy, hắn cái gì cũng không có làm, toàn thân hắn nhìn qua điểm nhiên như không có việc gì, tự hồ hắn cũng không có cảm nhận được cỗ uy áp này vậy. Ta là Mục Trọng Thiên, là lão sư bổn viện của học viện hồn sư sơ cấp Thiên La. Các ngươi xếp thành đội một đi theo ta. Mỗi hạng khảo hạch đều có điểm tương ứng, điểm tổng hợp cuối cùng sẽ là thành tích của các ngươi, việc các ngươi phải làm chính là chọn khả năng mà bày ra trạng thái tốt nhất. Đầu tiên chính là khảo thí hồn lực, sau đó là tinh thần lực, cuối cùng là tổng hợp tố chất. Đối với mấy đứa nhỏ chỉ có 7, 8 tuổi, như vậy thì tất nhiên sẽ không có quá nhiều chủng loại khảo hạch. Mà những khảo hạch cơ sở này cũng đủ để phản ánh ra tình trạng của bọn hắn rồi hồn lực khảo thí tất nhiên là đơn giản nhất, có thể được tuyển ra thì đương nhiên ít nhất cũng phải đạt đến thập cấp. Hồn lực của Lam Hiên Vũ là 14 cấp, trong số những đệ tử được tuyển ra thì hắn là người đứng cuối cùng, mà những đệ tử khác thì có 5 tên là 15 cấp, 4 tên là 16 cấp. Mà Diệp Linh Đồng chính là 16 cấp. Nàng cũng lập tức nhận được sự chú ý từ các sư phụ bồn viện của Học viện Hồn Sư Sơ Cấp Thiên La, đây là rõ ràng rồi, nàng chính là đệ tử nhỏ tuổi nhất. 7 tuổi, 16 cấp, đây đã là thành tích tương đối khá rồi dựa theo cái tốc độ này, của nàng thì không đến 10 tuổi là có thể đạt đến 20 cấp. Làm hiên vũ với tư cách là người có thành tích kém nhất nên dĩ nhiên, là được chú ý lắm. Khảo thí tinh thần lực. Diệp Linh Đồng, ngươi lên trước lão sư gọi tên, Diệp Linh Đồng đi tới, mang lên trên tay dụng cụ khảo thí. Dụng cụ khảo thí tinh thần lực rõ ràng tinh vi hơn dụng cụ đo hồn lực rất nhiều, cũng càng thêm chuẩn xác. Dụng cụ mở ra, Diệp Linh Đồng chỉ cảm thấy một khí tức ấm áp ôm trọn đầu óc của mình, có loại cảm giác thoải mái không nói nên lời tinh thần lực 37. Vì là người kiểm tra đầu tiên, lại không có thành tích tương ứng để so sánh nên Diệp Linh Đồng cũng không rõ tinh thần lực của mình như vậy là cao hay thấp. Trình tự khảo thí tinh thần lực là dựa vào kết quả khảo thí hồn lực mà sắp xếp, từ cao tới thấp, hồn lực thấp nhất là Lam Hiên Vũ nên dĩ nhiên hắn sẽ phải là người cuối cùng. Tinh thần lực 48. Không tệ. Khi có một tên đệ tử được đọc ra 48 điểm tinh thần lực thì mục trọng thiên cuối cùng cũng là lộ ra vẻ mỉm cười, thỏa mãn gật gật đầu. 8 tuổi có 48 điểm tinh thần lực, đột phá đến linh thông cảnh đã là trong tầm tay. Tại phương diện tinh thần lực thì trước 10 tuổi có thể đột phá đến linh thông cảnh, đều là thiên tài. 48 điểm tinh thần lực cũng là cao nhất trong số 9 tên đệ tử phía trước rồi. Làm hiền vũ. Làm hiền vũ nhất tới phía trước, về phần tinh thần lực khảo thí hắn vẫn rất có tin tưởng đấy, bởi vì Nana lão sư đã từng nói, hắn tinh thần lực tiên thiên đã vượt xa thường nhân, không cần phương pháp tu luyện gì chuyên môn, hắn chỉ cần luyện tập khống chế nguyên tố là, sẽ tự hành từng bước điều động tinh thần lực. Có điều, hắn cũng đã có chút thời gian không khảo thí tinh thần lực rồi, nên cũng không rõ hiện tại tinh thần lực của mình đã tới mức nào. Đeo dụng cụ khảo thí tinh thần lực lên đầu, làm hiên vũ cũng cảm nhận được sự ấm áp kia, nhưng chỗ khác với Diệp Linh đồng chính là hắn còn cảm nhận được một ít thứ khác. Tự hồ có vô số sợi năng lượng đang nhẹ nhàng kích thích đại não của hắn, làm không gian ý thức của hắn hoáng một phát liền trở nên sinh động. Đúng vậy, hắn có thể cảm nhận được ý thức không gian của mình biến hóa, bởi vì khi đi theo Nana lão sư tu luyện, mỗi lần Nana lão sư đều mang hắn tiến vào ý thức không gian. Tinh thần lực lão sư đang tuyên bố số liệu thì đột nhiên dừng lại. Mục Trọng Thiên nói, "Làm sao vậy?" Tiếng của vị lão sư kia có chút biến hóa, tràn đầy khiếp sợ, "Mục lão sư, ngươi tới xem một chút đi." Mục Trọng Thiên đi tới trước màn hình, khi hắn vừa thấy số liệu trước mặt thì cũng bị dọa cho nhảy dựng. Vẫn là hai số đấy, thế nhưng lại là đỉnh của hai số 99. Có cần kiểm tra lại một chút không? Lão sư tuyên bố số liệu hỏi. Mục trọng thiên lắc đầu, không cần, dụng cụ sẽ không xảy ra vấn đề đâu. Lam Hiên Vũ, tinh thần lực 99, linh thông cảnh. Tinh thần lực không đến 50 điểm là linh nguyên cảnh, 51 đến 500 điểm chính là linh thông cảnh. Linh thông cảnh, tâm thần thông linh, ý đạt niệm trí. Đạt đến linh thông cảnh, việc khống chế tinh thần lực đã bắt đầu nhập môn, có thể chính thức điều khiển tinh thần lực, có thể thừa nhận hai cái hồn linh màu vàng hoặc một cái màu tím, 8 tuổi, linh thông cảnh, gần trăm điểm tinh thần lực, cái này ý vị như thế nào đây? Hồn lực của đứa nhỏ này tuy rằng hơi yếu một chút, nhưng tinh thần lực quả thực là kinh người A. Nhưng Mục Trọng Thiên cũng không có khích lệ nhiều, bởi vì hai hạng khảo thí đầu chỉ là số liệu trụ cột mà thôi. Chuẩn bị tiến vào mô phỏng khoang thuyền, bắt đầu kiểm tra tổng hợp tố chất. Võ hồn của các ngươi cùng năng lực thực chiến, và các phương diện tố chất đều phải thể hiện ra trong đợt khảo thí cuối cùng này. Tận khả năng mà bày ra thực lực, tất cả biểu hiện của các ngươi đều quyết định tới thành tích cuối cùng. Chương 64 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio. Thiên đấu tinh, học viện hồn sư sơ cấp thuộc viện nghiên cứu. Nana với một thân quần áo làm nhạt đứng người lên bước ra ngoài cửa. Hôm nay, nàng phải lên một tiết học. Từ sau khi trở về thiên la tinh, viện nghiên cứu đã tiến hành một loạt kiểm tra với thân thể nàng, mà kết quả kiểm tra lại làm chấn kinh tất cả mọi người, đó là bởi vì tất cả vẫn bình thường như cũ. Tự hồ tất cả dụng cụ tại trên người nàng đều không nhạy, thậm chí kiểm tra trên người nàng còn không có bất kỳ năng lượng chấn động nào, điều tra đã tiến hành mấy tháng cuối cùng cũng không hề phát hiện nếu không phải vệ tinh đã quay được nàng thấy việc nghĩa hăng hái làm thì chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cho rằng đây chỉ là một vị bình thường nhưng trên thực tế nàng sao có thể là một vị bình thường đây mà nàng cũng đã mất trí nhớ căn bản là nhớ không nổi quá khứ của chính mình làm sao bây giờ đây sau khi viện nghiên cứu trải qua nghiên cứu thì quyết định đầu tiên chính là Nana sẽ không thể rời khỏi thiên đấu tinh, thậm chí không thể ly khai phạm vi khống chế của viện nghiên cứu, để tránh xảy ra vấn đề họ cần phải tiến hành quan sát nàng thời gian dài. Mà cái việc quan sát này lại là 6 năm lần thứ hai. Trong 6 năm này nàng sẽ không thể ly khai viện nghiên cứu. Khi bọn hắn hỏi Nana có tính toán gì không thì Nana lại nhớ tới Lam Hiên Vũ, nàng đã vô thức mà nói mình muốn làm lão sư, liền là một gã lão sư cổ võ hệ, một gã lão sư cổ võ hệ, cho dù ở bất kỳ học viện nào cũng không thể nổi tiếng, bởi vì hiện tại, những đứa nhỏ nguyện ý học tập cổ võ thuật đã rất ít rồi, thậm chí chỉ có sơ cấp học viện mới có môn học này, trung cấp trong học viện thì đại đa số đều là dạy học sinh như thế nào sử dụng hồn lực điều khiển hồn đạo khí, như thế nào thao tác cơ giáp, như thế nào luyện chế đấu khải vân vân. Hơn nữa, trên người Nana có tính không xác định rất lớn, cho nên cuối cùng nàng đã bị điều đến nơi này, trở thành một gã cổ võ hệ lão sư tại học viện sơ cấp khi nàng vừa tới học viện liền đưa tới một mảnh oanh động. Thật sự là quá đẹp. Một đại mỹ nữ tuyệt sắc như vậy, tới đã làm tất cả lão sư của học viện kinh ngạc. Một ít nhân viên của viện nghiên cứu cũng theo Nana đến nơi này, hơn nữa họ cũng hạ mệnh lệnh nghiêm khắc, bất luận kẻ nào chưa được Nana, đồng ý thì sẽ không được tới gần phạm vi 10 mét quanh nàng. Viện nghiên cứu đương nhiên là vì vấn đề an toàn của mọi người, đây chính là một người tay không đánh tan chiến hạm A. Nếu nàng không thích người nào đó tới gần nàng, kết cục sẽ như thế nào thì ai cũng không thể đoán trước cho nên thậm chí nana còn có một gian phòng làm việc riêng biệt tại đây hôm nay là ngày chính thức khai giảng nàng cũng phải lên tiết học đầu tiên của mình rồi nàng chịu trách nhiệm trên khóa cổ võ của hai lớp sở dĩ nàng lựa chọn làm lão sư nguyên nhân rất đơn giản bởi vì nana rất nhớ lam hiền vũ thấy mấy đứa nhỏ cùng tuổi với hắn nói không chừng có thể nhớ lại hắn đủ loại chính là một cái nguyên nhân đơn giản như vậy thôi khóa học cổ võ tiến hành tại sân vận động mà hôm nay đi học là đệ tử ban nhất của sơ cấp học viện, cũng chính là đám đệ tử mới vừa vào học. Khi Nana đi vào sân vận động, đám học sinh của nàng tự nhiên mà trẻ nên yên tĩnh. Một bộ đồng phục màu lam nhạt, một mái tóc dài màu bạc bệnh thành đuôi tóc rủ xuống ở sau đầu. Một làn da trắng nõn, một đôi mắt trong suốt màu tím. Giờ khắc này, có thể nói là tiếng kim rơi trong sân thể dục cũng có thể nghe được. Mỗi người đều là nghiệp dư, bọn nhỏ cũng không ngoại lệ. Lão sư thật xinh đẹp nha. Một tiểu cô nương thì thầm một câu, Đúng nha, lão sư thật xinh đẹp. Sự yên tĩnh trong sân bị đánh phá, trong lúc nhất thời, bọn nhỏ xì xào bàn tán rộn lên. Nana bước tới trước mặt bọn họ, ánh mắt nàng đảo qua 30 tên học viên. Nhắc tới cũng kỳ quái, ánh mắt của nàng đảo qua lại làm những hài tử này đều an tĩnh lại, chúng đồng thời đem ánh mắt chăm chú vào trên người nàng. "Các ngươi tốt chứ? Ta là Nana, từ hôm nay trở đi ta chính là lão sư khóa cổ võ thuật của các ngươi." Nana khẽ gật đầu với bọn nhỏ. "Lão sư tốt." Các học sinh cơ hồ là chăm miệng một lời mà hồi đáp. Ánh mắt Nana bình tĩnh mà nhìn qua từ từng người, khi nàng nhìn về phía hàng cuối cùng thì ánh mắt dừng lại một thân ảnh. Đó là một tiểu cô nương, nàng có một mái tóc dài màu lam, dáng người thon dài mà cân xứng, trong đám hài tử cùng tuổi thì nàng là tương đối cao đấy. Đôi mắt của nàng cũng là màu xanh đậm, thanh tịnh mà sáng ngời. Khuôn mặt nhỏ nhãn trắng nõn có chút điểm hài nhi mập, nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến vẻ đẹp của nàng, ngược lại tăng thêm vài phần đáng yêu. Trọng yếu hơn là, Nana cảm nhận được một loại khí tức đặc thù từ trên người nàng, mà loại khí tức này lại làm cho nàng cảm thấy có chút quen thuộc. Nana chủ động bước tới trước mặt tiểu cô nương này mà hỏi, ngươi tên là gì? Tiểu cô nương mở lớn hai mắt, khi nàng nhìn Nana tự hồ có chút sợ hãi, nhưng vẫn nói, lão sư tốt chứ, ta là đống thiên thu. Không hề nghi ngờ, cùng với vẻ bề ngoài mềm mại của nàng rất bất đồng, nàng có một cái tên vô cùng khí phách. Đống thiên thu, ánh mắt Nana khẽ động, ngươi mấy tuổi? ta 6 tuổi nửa, sắp 7 tuổi rồi. Đống thiên thu hồi đáp. Nana nâng tay phải sờ sờ tới đầu nàng. Đống thiên thu bị hành động này của nàng dọa cho nhảy dựng, nhanh chóng nhảy một bước hướng về phía sau. Nàng muốn tránh khỏi bàn tay của Nana nhưng Nana lại như bóng với hình, căn bản là không có bị nàng kéo dài khoảng cách. Khi tay Nana nhẹ nhàng linh hoạt mà giặt vào đầu đống thiên thu thì trong nháy mắt đó, đống thiên thu chỉ cảm thấy hết tất cả cũng đã trở nên hư ảo rồi. Trong chốc lát, chung quanh đều trở nên không chân thực, nana nhẹ nhàng mà sờ trên đầu nàng gật gật đầu ta hiểu được nói xong câu đó nàng một lần nữa bước tới trước mặt tất cả đệ tử mà nói hôm nay cổ võ khóa chính thức nhập học cổ võ khóa chính là một ít phương thức chiến đấu của các hồn sư thời thượng cổ cùng một ít kỹ xảo chiến đấu nếu là phương thức chiến đấu cùng kỹ xảo thì phải dùng cho thực chiến cho nên cổ võ khóa này chúng ta dùng thực chiến làm đầu đống thiên thu như trước đứng ở trong đội ngũ nhưng ánh mắt nàng nhìn nana rõ ràng có chút sợ hãi cái miệng nhỏ nhãn trắng nõn khẽ mở, có vẻ như nàng muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói ra miệng. Cùng với sợ hãi thì sâu trong đáy mắt nàng cũng hiện lên một chút hiếu kỳ. Vị Nana lão sư xinh đẹp này đến tột cùng là đã hiểu rõ cái gì? Đấu La Tinh, đường nhạc. Tiếp theo chúng ta muốn đi tới Thiên La Tinh Tuần Diễn. Lại nói nữa, người thật sự không có ý định lại hát một ca khúc đấy chứ? Ta thừa nhận là ca khúc niệm của người thật là quá dễ nghe, thế nhưng một bài như vậy cũng quá đơn điệu rồi a. À. Bài niệm này là do chính ngươi ghi, ngươi viết được tốt như vậy thì vì cái gì lại không ghi một bài nữa vậy? Chương 65 ủng hộ kênh qua halazy com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Mô phỏng khoang thuyền. Đây là lần đầu tiên Lam Hiên Vũ nhìn thấy mô phỏng khoang thuyền, cho nên hắn rất ngạc nhiên. Cũng không phải Lam Tiêu cùng Nam Trừng không bỏ được tiền ra cho hắn tự nghiệm thấy mà, bởi vì tuổi của hắn quá nhỏ. Nói như vậy, vì chỉ có 10 tuổi trở lên, hơn nữa con phải có năng lực tự kiềm chế nhất định mới có thể sử dụng mô phỏng khoang thuyền bởi vì khi tiến vào mô phỏng khoang thuyền là tương đương với tiến nhập một thế giới khác nếu như niên kỷ quá nhỏ sẽ dễ dàng mất phương hướng tự mình và làm cho nguyên bản nhận thức phát sinh hỗn loạn nhưng lam hiên vũ cũng đã từng nói qua về mô phỏng khoang thuyền theo khoa học kỹ thuật tiến bộ mô phỏng khoang thuyền đã phát triển đến trình độ tương đối cao cấp gần như đã có thể mô phỏng ra một thế giới thật rồi thí dụ như huấn luyện cơ giáp sư, phần lớn là thông qua mô phỏng khoang thuyền để hoàn thành, không cần gánh chịu tổn thương nhưng vẫn có thể hoàn toàn mô phỏng trạng thái chiến đấu, hiệu quả huấn luyện cực tốt. Tuy nói không cần gánh chịu tổn thương, nhưng vẫn sẽ có một ít cảm giác để gây kích thích. 10 đài mô phỏng khoang thuyền màu bạc chiếu sáng rạng rỡ, mỗi một đài chiếm diện tích chừng trên dưới 4 mét vuông, đủ để dung nạp một người. Dưới sự chỉ dẫn của lão sư bổn viện, 10 học viên tiến vào từng đài mô phỏng khoang thuyền riêng biệt, Khoang hành khách của mô phỏng khoang thuyền cũng vô cùng kỳ lạ, không phải chỗ ngồi chuyên môn mà là một loại chất keo trong suốt đặc dính, nhìn qua như là chất lỏng bình thường. Khi Lam Hiên Vũ bước vào trong đó, hắn lập tức cảm thấy như dẫm vào vũng bùn, thập phần quái dị. Quay người, ngồi xuống. Mục trọng thiên tự mình chỉ đạo Lam Hiên Vũ, đối với đứa nhỏ có tới gần trăm điểm tinh thần lực này hắn cảm thấy rất hứng thú. Lam Hiên Vũ chậm rãi ngồi vào trong đó, cảm giác cả người đều hõm vào, khi đầu cũng phải ngâm vào cái chất keo trong suốt kia, thì hắn không khỏi có chút bối rối, nhưng đúng lúc này, một mặt nạ kim loại từ bên trên hạ xuống rồi bao trùm lấy mặt của hắn, sau một khắc, đầu hắn mới bị cái chất keo kia bao bọc hoàn toàn. Khi cả người hắn hoàn toàn chìm vào luồng chất lỏng đó, thì cảm giác đặc dính lại dần biến mất, hắn cảm thấy mình có thể tự do, mà trên mặt nạ kim loại vẫn luôn truyền đến từng trận tê dại, dẫn động tinh thần chi hải của hắn không ngừng rung động lắc lư các học sinh không cần kinh hoàng tất cả những thứ các ngươi cảm nhận được đều là bình thường tiếp theo đó các ngươi sẽ được tiến vào một thế giới khác việc các ngươi phải làm chính là sống sót trong thế giới kia nơi đó chính là một chiến trường sinh tử một khi bị giết chết thì khảo hạch tổng hợp tố chất của các ngươi sẽ xong trong quá trình khảo hạch các ngươi có thể sử dụng bất kỳ phương thức gì để bảo toàn chính mình thậm chí có thể đánh bại đồng học mình gặp phải tổng hợp tố chất khảo hạch bắt đầu trong tiếng vù vù rất nhỏ Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên trở nên nhẹ nhõm, toàn thân dường như đang hướng phía dưới mà rơi xuống. Nháy mắt sau đó, mọi thứ trước mắt hắn đột nhiên trở nên sáng ngời. Ánh mặt trời nhu hòa mang đến cảm giác ấm áp, không khí tươi mát mà tràn đầy hương thơm, Lam Hiên Vũ mở chừng hai mắt, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình đang đứng tại một bờ sông nhỏ, nước sông chảy qua từng đợt, hai bên bờ sông là khu rừng rậm rạp. Hắn nhìn nhìn hai tay của mình, lại nhìn ra xung quanh một chút, trong nội tâm tràn đầy rung động cái này đây là thế giới mô phỏng sao thế nhưng nơi này thật sự là rất giống thế giới thực a hắn cố ý nhéo cánh tay mình một chút không có quá đau chẳng qua là hơi có cảm nhận lúc này mới khiến hắn tìm được một ít cảm thụ mình đang ở thế giới giả tưởng khoa học kỹ thuật thật sự là quá thần kỳ loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu hắn chạy về phía trước hai bước trọng lực và mọi thứ cũng không có gì khác sau đó hắn lại cảm thụ hồn lực trong cơ thể nhưng cũng là như thế sau khi thoáng vận động một chút, Lam Hiên vũ hướng mọi nơi mà nhìn, trong đầu nhớ lại lời nói lúc trước vị lão sư kia. sống sót, đây là chủ đề của lần khảo hạch này. nơi đây cho người ta một cảm giác rất tốt a, à, loại cảm giác đang ở trong một rừng rậm lớn này thật sự là quá mỹ diệu. nhìn đã mắt đều là ánh mặt trời cùng màu xanh lá, hô hấp thì là không khí mới mẻ. cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng đi tới nơi nào đẹp như vậy, ở thế giới thật đây sau khi suy nghĩ một chút, nội tâm Lam Hiên Vũ khẽ động, trên mặt hắn dần lộ ra dáng vẻ tươi cười, bởi vì hắn phát hiện vận khí của mình rất tốt, nơi mình xuất hiện có một cái sông nhỏ. Kỳ thật, phải nói nó là dòng suối nhỏ mới đúng, nó rộng được chừng 2 mét, chiều sâu này có thể tính hai thước cũng không tệ rồi. Nói thế nào đi nữa thì thủy nguyên tố ở đây cũng dồi dào hơn rất nhiều so với những nơi khác, mà hồn kỹ của Lam Hiên Vũ lại là khống chế thủy nguyên tố, nên ở chỗ này hắn sẽ có thể phát huy ra thực lực cường đại hơn đáng kể các sư phụ đã sớm dạy qua thực lực của hồn sư sẽ có quan hệ mật thiết với vị trí hoàn cảnh thí dụ như thực vật hệ hồn sư sẽ phát huy thực lực mạnh nhất tại nơi có nhiều thực vật hồn sư thuộc tính hòa cũng có thể phát huy thực lực mạnh hơn vào giữa trưa không hề nghi ngờ đối với lam hiên vũ mà nói thì vị trí của hắn lúc này đang là có lợi nhất với hắn võ hồn của hắn là lam ngân thảo vốn là thực vật hệ đấy hơn nữa nơi đây còn có thủy nguyên tố dồi dào trong lúc vô hình chỉnh thể thực lực của hắn đã được tăng lên vài phần không phải là sống sót sao? Tại đây thích hợp nhất với võ hồn của mình, nhất định mình sẽ có thể sống rất khá. Nghĩ tới đây, Lam Hiền Vũ đã làm ra một quyết định. Hắn trực tiếp ngồi xuống một tảng đá mà nhìn cảnh đẹp xung quanh tới quên cả trời đất. Sân vận động phân viện tử La Thành. Mục Trọng Thiên đang đứng trước một màn hình lớn cùng mấy vị lão sư bổn viện khác. Trên màn hình lớn tổng cộng chia thành 10 cái màn hình nhỏ, hiện ra biểu hiện của 10 tên học viên tại thế giới giả tưởng, Thứ được mô phỏng kia đương nhiên không phải là một mảnh rừng rậm bình thường, mà là một mảnh rừng rậm hồn thú. Về phần các học viên gặp được cái gì trong rừng thì đều tùy vào cơ hội. Biểu hiện chúng sẽ được ghi chép vào hồ sơ, các sư phụ sẽ căn cứ theo biểu hiện của bọn hắn mà cùng ứng biến chấm điểm. Lúc trước Lam Hiên Vũ, khảo thí ra điểm tinh thần lực kinh người nên đã làm cho mục trọng thiên, đặc biệt chú ý, lúc này, màn hình biểu hiện của hắn đã bị đặt ở trung tâm của chiếc màn hình lớn, khi Mục Trọng Thiên thấy Lam Hiên Vũ ngồi xuống bờ sông thì biểu lộ trên mặt hắn lập tức trở nên có chút cổ quái. Hai từ bây giờ thật đúng là khuyết thiếu một ít thưởng thức a. À, Mục Trọng Thiên có chút bất đắc dĩ nói. Một gã lão sư đứng bên người Mục Trọng Thiên cười nói, đây không phải rõ ràng rồi sao? Bọn hắn đều lớn lên trong thành thị, chưa từng đi qua những rừng rậm hồn thú, nên tất nhiên sẽ không biết tập tính của hồn thú hiện nay đã là tồn tại của hồn linh hơn nữa hồn thú lại bị ngăn cách tại tinh cầu riêng nên lại càng làm cho những tri thức về hồn thú trở nên càng ngày càng không trọng yếu thậm chí tại những học viện cao cấp thì những chương trình học về hồn thú đều là môn học tự chọn hắn mới tám tuổi tất nhiên sẽ không biết tại nơi có nguồn nước là nơi dễ gặp phải hồn thú nhất mục trọng thiên nhún vai trong khảo hạch hồn thú này của chúng ta mạnh nhất đạt đến cấp bậc gì nghìn năm hồn thú a dù sao những hài tử này còn nhỏ coi như là nghìn năm hồn thú cũng có khả năng giết bọn hắn rất lớn có điều, chúng ta thiết lập tốt rồi, nghìn năm hồn thú ở đây tương đối mà nói thì đều là tính cách ôn hòa đấy, cũng đỡ bọn nhỏ này lưu lại tâm lý oán hận. Mục trọng thiên mỉm cười nói, vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ a. À, bờ sông. Lam Hiên Vũ vô cùng buồn chán mà nhìn ngó xung quanh, hắn nghĩ thầm, nơi đây có vẻ cũng không có gì đặc biệt a. À, vì cái gì mà lúc trước lão sư kia lại nói cứ như rất nguy hiểm vậy chứ. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ lại nghe được một cái thanh âm kỳ quái, hắn phản ứng rất nhanh, vô thức mà nhảy khỏi tảng đá rồi trốn bên cạnh. Chương 66 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio. Từ một vạn năm trước, hoặc thời đại xa xưa hơn nữa thì thứ mà tất cả hồn sư phải học tập đều có liên quan tới hồn thú. Bởi vì tại thời điểm đó, chỉ có hiểu rõ hồn thú mới có thể có phương hướng lựa chọn hồn hoàn tốt nhất. Mà tới một vạn năm gần đây thì hệ thống hồn linh đã không ngừng hoàn thiện, hơn nữa nhân loại cùng hồn thú đã chung sống hòa bình, chỉ có nhân viên nghiên cứu chuyên môn mới có thể đi nghiên cứu tri thức về hồn thú, thí dụ như Lam Tiêu. Từ lúc Lam Hiên Vũ còn rất nhỏ, Lam Tiêu đã thường xuyên cho hắn nhìn một ít sách về hồn thú, thường xuyên kể cho hắn về tri thức liên quan tới hồn thú như kể chuyện xưa, cho nên nếu so sánh với những người bạn cùng lứa tuổi thì Lam Hiên Vũ hiểu rõ hơn nhiều, dù sao hắn cũng có một người cha là nhân viên nghiên cứu hồn thú. Bởi vậy, khi hắn núp bên cạnh tảng đá, thấy được con hồn thú phát ra cái âm thanh hồng hộc kia, thì phản ứng đầu tiên của hắn là thở dài một hơi. Đó là một con hồn thú có hình thể cực lớn, chiều cao ước chừng 5 mét, chiều rộng cũng chừng một thước 8, đầu cực lớn, cái đuôi lại rất nhỏ, một đôi mắt dài ở hai bên đầu, lúc này nó đang chậm rãi mà đi tới hướng con sông nhỏ. Là thôn mã. Đây là một loại hồn thú hình thể khổng lồ, lực lượng kinh người, nhưng cũng là một loại hồn thú có tính cách đặc biệt ôn hòa, cho dù có một ít hồn thú nhỏ chơi đùa bên người chúng cũng sẽ không phát giận hơn nữa bọn chúng là dạng hồn thú ăn cỏ thích nhất nước tốc độ du động trong nước của nó thậm chí còn nhanh hơn khi chạy trên đất bằng bởi vì hình thể cực lớn lực lượng kinh người làn da mặt ngoài lại đặc biệt dày nên thôn mã cũng không có thiên địch cho dù là những hồn thú cường đại hơn chúng rất nhiều cũng ít khi tìm đến bọn chúng gây phiền toái bởi vì trên người thôn mã có rất nhiều ký sinh trùng ăn chúng lại càng dễ dàng đau bụng đầu thôn mã này hình thể lớn như vậy, coi như là không có nghìn năm tu vi, thì cũng hẳn là phải có tám trăm năm tu vi. trong nội tâm lam hiên vũ âm thầm phán đoán, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hồn thú, mặc dù là trong thế giới giả tưởng nhưng hắn vẫn vô cùng hưng phấn. con thôn mã to lớn kia chậm rãi đi đến bờ sông, nó mở ra cái miệng rộng mà uống vài ngụm nước, sau đó chậm rãi bước xuống lòng sông, mà ngâm cả thân hình khổng lồ của mình vào trong nước. lam hiên vũ ngồi xổm bên tảng đá mà cười híp mắt nhìn thôn mã. Thực có ý tứ đây, nghe ba đã từng nói qua, hình như cấp bậc du lịch cao nhất chính là đi tới hai hành tinh hồn thú, có điều lại tốn rất nhiều tiền mới có thể. Chờ tới khi mình trưởng thành kiếm được tiền, nhất định phải đi hồn thú tinh xem một chút, nhất định sẽ rất thú vị. Nghe nói, hai khối tinh cầu kia, một gọi Long Hoàng tinh, một lại gọi Long Vương tinh. Không biết chỗ đó sẽ là cái dạng gì nữa đây, chỗ đó thật sự sẽ có cự long sao? Nghĩ đến những thứ này, Lam Hiên Vũ liền không hiểu mà hưng phấn lên đúng lúc này trong cơ thể hắn không khỏi nóng lên làm cho hắn lập tức bừng tỉnh từ trong hưng phấn ngay sau đó một hồi gió mạnh từ phía sau lưng kéo tới lúc này cho dù là các sư phụ đang quan sát biểu hiện của học viên cũng không khỏi nhíu mày các sư phụ đều biết đứa nhỏ rất dễ nhìn đang ngồi cười ngây ngô mà xem thôn mã kia chỉ sợ sắp bị loại bỏ rồi thế nhưng lam hiên vũ hoàn toàn đưa lưng về phía nguy hiểm lại làm ra một phản ứng làm bọn hắn kinh ngạc Hắn đột nhiên nhào về phía trước, nhìn qua giống như là sắp ngã xuống, tay phải hắn khẽ chống xuống mặt đất, thân thể chuyển sang bên cạnh, mũi chân phải đặt lên trên mặt đất mà đạp một cái, hắn hoàn thành một cái chuyển hướng ngay khi tai nạn sắp xảy ra, một cái bắn ngang mà ra. Sau một khắc, một đạo hát ảnh nhào vào nơi hắn đứng lúc trước, để lại mười đạo dấu vết thật sâu trên mặt đất. Lam Hiên Vũ thuận thế đứng lên sau cái nhào lộn, hắn hoảng sợ mà hướng sau lưng nhìn lại. Những động tác hắn vừa mới làm hoàn toàn là phản ứng của bản năng, là bộ pháp lúc trước cùng Nana mỗi ngày luyện tập truy đuổi. Nana đã từng nói qua, bộ pháp này của hắn miễn cưỡng có thể xem như tiểu thành rồi, đã muốn rất tốt, nhưng vẫn phải không ngừng gia tăng độ thuần thục, tăng lên hồn lực. Trong những ngày Nana rời đi này, làm hiên vũ một ngày cũng không có nhàn nhã qua. Sau khi trải qua vài vụ việc kia thì hắn đã trở nên đặc biệt cố gắng, vô cùng muốn sớm ngày tiếp cận tới 20 cấp hồn lực, sau đó là có thể đi tìm Nana lão sư, Dãy số thông tin mà Nana lưu lại Nam Trừng cũng đã điều tra qua, phải cần ở thiên đấu tinh mới có thể liên hệ với nàng. Nói cách khác, bọn hắn nhất định phải đi tới thiên đấu tinh mới được. Nam Trừng đã đáp ứng hắn, tới khi hồn lực của hắn đạt tới 20 cấp nàng sẽ dẫn hắn đi thiên đấu tinh một chuyến, đi tìm Nana. Mà sau khi Lam Hiền Vũ nhận được cái hứa hẹn này thì sao có thể không cố gắng đây? Hắn luôn ước gì sớm chút đi tìm Nana lão sư đây. Cho nên, nếu so với lúc trước thì bộ pháp này của hắn đã càng phát ra thuần thục rồi đương nhiên lần này hắn có thể tránh đi như vậy cũng có quan hệ rất lớn với cái cảm giác cơ thể nóng lên kia hắn mơ hồ biết việc này hẳn là có quan hệ cùng kim văn lam ngân thảo thứ kim văn lam ngân thảo đặc biệt am hiểu là bảo vệ lấy chủ nhân của nó lúc này hắn mới nhìn thấy rõ cái kia thứ đột nhiên vô thanh vô tức tập kích hắn là một đầu sói toàn thân con sói này hiện lên màu xanh sẫm chung quanh thân thể nó có hào quang vặn vẹo có chút hư ảo Chiều cao của nó chừng 2 mét, hình thể hơi gầy, không tính là quá lớn, một đôi mắt màu ám lục nhìn qua thập phần giận người, cái đuôi rủ xuống ở sau lưng, lúc này nó đang âm thầm chậm rãi hướng tới gần Lam Hiên Vũ. Cái này là... Lam Hiên Vũ lập tức nhớ tới một loại hồn thú. U Minh Lang. Lúc này, trong lòng hắn trừ sợ hãi còn có chút may mắn. Hắn cảm thấy may mắn vì mình đã cùng ba học qua một ít tri thức về hồn thú. U Minh Lang. U Minh Lang là hồn thú sống bầy đàn A. Hắn nhanh chóng quay lại nhìn, Quả nhiên, hai đầu u minh lang khác chui ra ngay sau đó, chúng đang vô thanh vô tức mà tới gần phía hắn, u minh lang cũng không phải loại hồn thú đặc biệt cường đại gì, nhưng bọn chúng có một loại năng lực thiên phú gọi là u minh chi quang. U minh chi quang ngoài việc có thể giúp cho bọn chúng gia tốc còn có thể giảm mức độ tổn thương của công kích vật lý, trong hồn thú cũng là tương đối bình thường. Thế nhưng bình thường cũng chỉ là tương đối, đối với một đứa nhỏ tuổi thật mới chỉ có 7 tuổi như Lam Hiên Vũ thì lại không chút bình thường rồi nha. Làm sao bây giờ? Đối mặt ba đầu U Minh Lang, trong lòng Lam Hiên Vũ đang nghĩ đến đối sách. Từ U Minh chi quang trên người chúng là hắn có thể nhìn ra, ba đầu U Minh Lang này chỉ sợ đều là trăm năm cấp bậc, mình lại chỉ có 14 cấp hồn lực, khẳng định ứng phó không được, có lẽ phải là một hồn sư trên 30 cấp mới có thể tương đối thông dong mà ứng đối với chúng. Chạy, chạy kiểu gì đây, làm sao có thể chạy nổi một đám U Minh Lang có sở trường là tốc độ. Nếu Nana lão sư biết ta phải đối mặt tình huống như vậy thì nàng sẽ nói ta phải làm như thế nào đây? Không nên sợ. Đúng, Nana lão sư nhất định sẽ nói là gặp chuyện không nên hoảng hốt. Sau đó, làm sao bây giờ? Chương 67 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio. Lúc này, đại não Lam Hiên Vũ đang cấp tốc vận chuyển. Vô luận ở thời đại nào thì khi hồn sư đối mặt hồn thú, điểm trọng yếu nhất đều sẽ là hồn sư hiểu tương đối rõ về hồn thú, sau đó mới có thể nghĩ ra sách lược mà chiến thắng hồn thú. Hiện tại, thứ xuất hiện ở trong đầu Lam Hiên Vũ chính là những tri thức về U Minh Lang, Trừ đặc tính của bọn chúng thì ba cũng đã từng nói, U Minh Lang trời sinh tính đa nghi, bình thường không thích chính diện tiến công, mà là ưa thích tìm sơ hở của đối phương để một kích chế địch, chính là như lúc trước nó đánh lén. Nói cách khác thì bọn chúng cũng sẽ biết sợ đấy chứ. Nghĩ tới đây, nội tâm Lam Hiên Vũ khẽ động, hắn nâng tay trái, từng đám ngân văn Lam Ngân Thảo lập tức hướng phía dưới cuốn xuống, mà bao trùm bàn tay của hắn. Một cái thủy cầu cũng xuất hiện trên lòng bàn tay hắn ngay sau đó, bị hắn nâng nâng trên đỉnh đầu, quả nhiên khi cái thủy cầu này xuất hiện ba đầu u minh lang đang chậm rãi tới gần lam hiên vũ đều dừng bước bọn chúng nhìn chằm chằm vào lam hiên vũ sau đó chậm rãi mà xoay sang bên cạnh vây xung quanh hắn ban đầu ba đã nói như vậy u minh lang là một loại hồn thú rất có kiên nhẫn đặc biệt am hiểu tìm cơ hội thậm chí có thể một mực rằng có đến khi đối phương mệt mỏi mà lộ ra sơ hở mới thôi sau khi thấy đám u minh lang tạm thời ngưng bước thì lam hiên vũ cũng thoáng thở dài một hơi hắn hơi chút suy nghĩ chậm rãi ngưng kết thủy cầu trong tay thành một cái băng cầu tản ra hàn ý nhàn nhạt bộ pháp của ba đầu u minh lăng lập tức trở nên càng chậm bọn chúng cảnh giác mà nhìn lam hiên vũ lam hiên vũ đem băng cầu phóng tới tay phải của mình sau đó lại ngưng tụ thêm một băng cầu từ tay trái bên bờ sông là thủy nguyên tố dồi dào ngưng tụ ra băng cầu cũng không phải chuyện quá khó khăn sau đó hắn chậm rãi đi về phía trước một bước Ba đầu u minh lang gần như là đồng thời đi theo một bước đó của hắn, chúng bảo trì khoảng cách với hắn như trước. Lam Hiên Vũ nhìn ra chung quanh một chút, đột nhiên hắn tăng tốc bước chân, hết sức mà chạy ra một hướng chừng ba bước. Ba đầu u minh lang bị hắn dọa cho nhảy dựng, nên nhảy lùi lại kéo ra một điểm khoảng cách, sau đó mới theo tới. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ đột nhiên nhìn được chuẩn một cái phương hướng, hắn theo hướng đó mà chạy như điên, chạy trốn. Thời điểm chạy trốn chính là lúc lộ sơ hở dễ nhất a. À? ba đầu u minh lang nhanh chóng đuổi theo giống như lam hiên vũ đã phán đoán luận về chạy trốn thì sao hắn có thể so với u minh lang đây rất nhanh ba đầu u minh lang đã đuổi theo dưới chân lam hiên vũ lại đột nhiên xuất hiện biến hóa hắn nhảy tới hai bên thoáng giả vờ sau đó thân thể xoay tròn mượn vào quán tính vọt tới lúc trước mà xoay người một cái liền cải biến phương hướng trong quá trình chạy tốc độ cao đột nhiên thay đổi phương hướng như vậy không phải một việc dễ làm a à, hơn nữa sự biến hóa này của hắn lại cực nhanh làm cho người ta thấy hoa mắt vốn dĩ ba đầu u minh lang đã chuẩn bị tấn công nhưng thấy hành động đó của lam hiên vũ thì chúng lập tức dừng lại một chút sau đó mới cải biến phương hướng mà đuổi theo lam hiên vũ tốc độ của lam hiên vũ tất nhiên không bằng bọn chúng nhưng ở phương diện thay đổi phương hướng đột ngột này hắn lại có thể vượt qua ba đầu u minh lang kim văn lam ngân thảo trên tay phải lam hiên vũ hiện ra nhất thời tốc độ của hắn đột nhiên gia tăng không chỉ có như thế hắn còn giơ cánh tay phải mà ném mạnh băng cầu trong tay nhưng hắn cũng không có ném băng cầu tới phía ba đầu ú minh lăng sau lưng mà là ném nghiêng về nơi mình đứng lúc trước cái hướng kia chính là hướng con thôn mã đang ngâm mình phanh băng cầu nổ tung trên đỉnh đầu thôn mã lực bạo tạc nổ tung mang theo băng xương mù hung hăng mà trùng kích tại trên người nó nhất là vị trí đôi mắt đối với bất luận hồn thú gì đi nữa thì mắt cũng đều là nơi yếu ớt con mắt bị băng cầu cứng lạnh công kích, thôn mã lập tức bị đau, đột nhiên nó no đứng thẳng lên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Lúc này, Lam Hiên Vũ đã vọt tới bờ sông, thân thể hắn đột nhiên nhảy lên, nhảy đến giữa lưng thôn mã, mũi chân điểm một cái lên lưng nó, dựa thế liền nhảy vọt qua sông, sau đó lại tiếp tục ném băng cầu trong tay trái ra ngoài. Lúc này, băng cầu lại đột nhiên chia làm ba mà bay tới hướng từng đầu U Minh Lang. Ba đầu U Minh Lang vừa chạy đến bờ sông, lại bị thôn mã gào thét dọa cho nhảy dựng thôn mã dù có ôn hòa hơn nữa thì nó cũng vẫn là nghìn năm hồn thú, không phải là thứ U Minh Lang có thể trêu chọc. Giờ phút này, ba đầu U Minh Lang cũng đã nhìn thấy băng cầu đang bay vụt mà đến, thân thể chúng lập tức phục xuống mà phòng ngự. Nhưng ngay sau đó một màn quỷ dị lại xuất hiện. Ba quả băng cầu bay tới cách bọn chúng chừng còn 2 mét, thì đột nhiên bay vòng trên không trung thành một cái đường cong, sau đó tất cả đều hướng tới phía thôn mã mà bay. Quả băng cầu lại có thể quẹo giữa không trung, thời điểm thôn mã đang ngâm mình là nhắm mắt lại đấy. Băng cầu nổ tung đã kích thích cái mí mắt yếu ớt của nó, làm cho con hồn thú nghìn năm này trở nên giận dữ. Trong lúc nó phẫn nộ gào thét thì Lam Hiên Vũ lại đạp vào lưng nó mà nhảy tới. Ngay sau đó, con thôn mã to lớn này đã cảm nhận được ba đầu U Minh Lang đang tiếp cận nó, khi nó vừa nghiêng đầu lại nhìn, thì lại vừa vặn thấy ba quả băng cầu bay tới từ phía ba đầu U Minh Lang. Là bọn chúng, Ngao, thôn mã gào thét, ba cái băng cầu trên không trung lập tức bị chấn nát thành phấn vụn, sau đó, thân hình cực lớn kia liền vọt tới phía ba đầu U Minh Lang. Ngao ngao ngao, tiếng gầm cực lớn mang theo khí lưu, thổi chúng ba đầu U Minh Lang. Bọn chúng phát ra tiếng thét sợ hãi chói tai, kẹp lấy cái đuôi mà quay đầu bỏ chạy. Nếu như bọn chúng biết nói chuyện thì lúc này, nhất định chúng sẽ rất muốn hô to một tiếng, oan uổng a. À thôn mã không có bị trở thành đồ ăn của đại đa số hồn thú ăn thịt, thì trừ việc người chúng có ký sinh trùng, cũng bởi vì bọn chúng có đủ khả năng để uy hiếp một số hồn thú khác. Tuy bản thân thôn mã là ăn cỏ nhưng khi nó nóng này thì cũng chẳng khác gì thú ăn thịt. Kỹ năng thiên phú của nó là thôn phệ, nó có được lực hấp nuốt kinh khủng. Khi nó mở ra cái miệng cực lớn kia, thì một cái cắn là có thể ăn tươi một nửa u minh lang, cho nên một phát phẫn nộ này của nó làm ba đầu u minh lang kia sợ tới mức chạy chối chết. Lam Hiên Vũ đứng ở sông bên kia, hô hấp có chút rồn rập, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, vẻ kinh hoàng trong mắt hắn cũng không có hạ thấp. Từ lúc hắn nhìn thấy ba đầu ú Minh lăng liền chạy như vậy, mãi tới lúc này hắn mới thở dài được một hơi, quần áo sau lưng đã bị ướt đẫm mồ hôi rồi. Nơi đây quả nhiên là rất nguy hiểm a! À, sân vận động phân viện tử La Thành. Lúc này các vị lão sư bổn viện đều là hai mặt nhìn nhau, ngay cả Mục Trọng Thiên đều cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Đây là việc mà một đứa nhỏ gần 8 tuổi có thể làm được sao? Nhất là việc Lam Hiên Vũ khống chế băng cầu kia, có thể nói tinh chuẩn. Cuối cùng, ba cái băng cầu có chứa lực hồi toàn đã làm ra tính quyết định, họa thủy đông dẫn, mượn lực lượng của thôn mã dọa chạy ba đầu U Minh Lang. Vô luận là tốc độ ứng biến của Lam Hiên Vũ hay lực khống chế đều là, biết tròn biết méo đấy, quả thực có thể nói là một phương thức ứng đối hoàn mỹ A. Mục trọng thiên vỗ đùi hô lớn, đứa nhỏ này ta muốn. chương 68 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio thứ bọn hắn cần tuyển chọn chính là thiên tài mà không hề nghi ngờ. Lam Hiên Vũ lại có được tất cả những tính chất đặc biệt của thiên tài. Hiện tại đưa hắn ra ngoài sao? Lão sư ngồi trước màn hình hỏi. Làm sao những lão sư này lại có thể không cảm thấy biểu hiện của Lam Hiên Vũ rất kinh diễm đây? Tử La Thành đương nhiên không phải phân viện duy nhất tham gia khảo hạch, mà khảo hạch này bao trùm toàn bộ phân viện tại Thiên La Tinh, người tham gia rất đông, nhưng những đứa trẻ có thể làm cho người ta hai mắt tỏa sáng cũng không nhiều a. À tuy võ hồn của lam hiên vũ cũng không có mạnh lắm nhưng phản ứng của hắn cùng sức phán đoán thì lại rất hoàn mỹ cho dù một hồn sư trưởng thành gặp phải tình huống như vậy cũng chưa chắc có thể xử lý tốt được như hắn tiếp tục xem hắn còn có thể làm tới trình độ nào cái này cũng là một loại huấn luyện cho hắn đây là lần đầu tiên lam hiên vũ đối mặt hồn thú tuy rằng hắn đã dọa chạy được ba đầu u minh lang nhưng chính hắn cũng bị dọa đến quá sức đây chính là hồn thú a chỉ thiếu chút nữa hắn đã biến thành món ăn của ba đầu u minh lang đó rồi cái thế giới giả tưởng này thật sự là quá chân thực rồi, thực sự là hắn không dám tưởng tượng nếu mình bị U Minh Lang cắn lên một cái sẽ là cảm giác như thế nào. Sau khi thôn mã dọa chạy U Minh Lang, lại thoải mái nhàn nhã một lần nữa trở lại nước sông mà nằm xuống, nó cũng chưa từng nhìn Lam Hiên Vũ một cái. Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy, cái thôn mã này tự hồ cũng rất đáng yêu đấy, nếu như nó không chủ động công kích mình, thì mình cứ một mực đứng bên người nó là tốt rồi. Nếu như lại gặp tình huống như vừa rồi thì lập lại chiêu cũ có vẻ cũng rất tốt. Lam Hiên Vũ tới một nơi cách thôn Mã không xa mà ngồi xuống, hắn đưa lưng về phía thôn Mã, lại hướng bốn phía cảnh giác mà nhìn. Đã có giáo huấn lúc trước nên giờ đây hắn một chút cũng không dám khinh thường nữa rồi. Sự thật chứng minh, lựa chọn của hắn là chính xác, rất nhanh hắn lại thấy có hồn thú xuất hiện. Những hồn thú này đại đa số là tới bờ sông uống nước, nhưng cũng có những con vì thấy hắn mà đến bờ sông đấy. Một khi những hồn thú kia có hành vi tiến công Lam Hiên Vũ sẽ tới gần thôn Mã, những hồn thú kia cũng không dám tiếp tục tới gần hắn vô luận nói như thế nào thì thôn mã cũng là một đầu hồn thú nghìn năm trong giới hồn thú cũng có phân biệt rõ ràng đẳng cấp đấy trừ phi phanh 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 một tiếng trầm thấp vang lên rừng rậm chung quanh cũng có vẻ rung động nhẹ vì địa chấn thôn mã đang nằm trong nước sông đột nhiên ngẩng đầu lên trong đôi mắt lười biếng của nó toát ra vài phần cảnh giác mà những hồn thú khác đang uống nước quanh bờ sông cũng đều nhìn về hướng xuất phát của âm thanh kia ngao đúng lúc này một tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền tới từ trong rừng rậm những hồn thú lúc trước còn ngó nghiêng, thì giờ đây đã không chút do dự mà nhanh chân bỏ chạy, mà ngay cả đầu thôn mã khổng lồ kia cũng không ngoại lệ. Tình huống như thế nào vậy? Thôn mã đừng chạy a! À? Trong nội tâm Lam Hiên Vũ quính lên, cái đầu thôn mã này đã bảo hộ hắn một đoạn thời gian, hiện tại lại chạy thì hắn phải làm sao bây giờ a? À? Trong rừng rậm, một đạo thân ảnh nhỏ mang theo bạch quang nhanh chóng bay về phía hắn. Lam Hiên Vũ vốn sững sờ, ngay sau đó hắn liền nhận ra đạo thân ảnh kia không phải ai khác mà chính là Diệp Linh Đồng nàng chạy trốn thật nhanh nha đây là suy nghĩ đầu tiên của lam hiên vũ mà lúc này gần như là khí lực để bú sữa mẹ cũng bị diệp linh đồng lôi ra dùng cả rồi nàng đem thiên long bá thể phóng tới mức tận cùng mà xông về phía trước lam hiên vũ nhìn nàng chạy qua trước người mình nhưng có vẻ như ngay cả nhìn nàng cũng chưa từng nhìn chính mình hắn mơ hồ trông thấy trên mặt diệp linh đồng tràn đầy vẻ hoảng sợ đúng lúc này một quái vật khổng lồ chạy ra từ trong rừng rậm đó là một đầu cự trưng toàn thân trắng như tuyết, thân cao chừng 4 mét, hai tay dài ngoằng. Luận hình thể thì nó không có mập mạp như thôn mã, nhưng tốc độ của nó lại nhanh hơn thôn mã rất nhiều, một cái vật đã nhảy xa hơn 10 thước. Mà mục tiêu của nó chính là Diệp Linh Đồng. Thấy cái cục diện này Lam Hiên Vũ đâu còn dám do dự, hắn quay đầu cuồn cuộn, tay bên trên tay phải của hắn xuất hiện kim quang lập lòe, kim văn Lam Ngân Thảo đã bám vào bàn tay. Vừa bắt đầy chạy, hắn đã cảm thấy cảnh vật hai bên xẹt qua vùn vụt, tốc độ chạy trốn đúng là cực nhanh đấy, trên thực tế thì tố chất thân thể của Lam Hiên Vũ tuyệt đối là mạnh so với đám bạn cùng tuổi, dù sao mỗi ngày đều được ăn những thứ nguyên liệu quý hiếm, hơn nữa, huyết mạch của hắn cũng rất khác với mọi người. Lúc này, năng lực bổ sung của Kim Văn Lam Ngân Thảo đã bị hắn thúc giục lên, làm lực lượng cùng tốc độ của hắn bạo tăng, nói ra còn nhanh hơn so với Diệp Linh Đồng vừa chạy qua người hắn. Thanh âm đầu cự viên màu trắng rơi xuống đất không ngừng truyền đến từ sau lưng, rất nhanh, Lam Hiên Vũ đã đuổi tới bên người Diệp Linh Đồng, Lúc này hắn đột nhiên cảm thấy, mỗi lần hắn gặp được Diệp Linh Đồng cũng đều không có chuyện tốt. Lần thứ nhất thì là nàng cùng ba nàng tới nhà hắn, liền làm hắn mê đi, về sau lại nhiều lần nhằm vào hắn. Hiện tại, ở một chỗ tiến hành khảo hạch tổng hợp tố chất nàng lại còn dẫn nguy hiểm tới, trước mặt hắn. Khi Lam Hiên Vũ vọt qua bên người Diệp Linh Đồng thì nàng mới nhìn đến hắn. Ngươi, sao ngươi cũng ở chỗ này? Diệp Linh Đồng thở hồng hộc nói, Lam Hiên Vũ tức giận, lời này phải là ta hỏi ngươi mới đúng, ta vốn chỉ cần ngồi đây đợi cho khỏe ngươi lại dẫn một cái đại gia hỏa qua đây. Ta cũng không muốn a. À. Ta vốn định nấp trên cây thì lại phát hiện một tiểu hầu tử màu trắng trên đó. Nhìn nó rất đáng yêu nên ta đã nghĩ ôm nó một chút. Nhưng nó không cho ta ôm nên ta bắt lấy cổ nó rồi ôm lấy, sau đó, sau đó thì cái thứ đằng sau cái kia chạy tới. Lam Hiên Vũ liếc mắt, không cần hỏi hắn cũng hiểu rõ rồi, Diệp Linh Đồng bắt con người ta, người ta có thể không tức giận sao? thế nhưng ta đã đem tên tiểu tử kia trả cho nó a, à, làm sao nó còn thù dai như vậy? Diệp Linh Đồng ủy khuất nói. Lam Hiên Vũ nói, người còn ủy khuất được nữa. Đó là tam nhãn ma viên A, à. một loại hồn thú rất cường đại. Nhìn hình thể kia của nó chỉ sợ đã có tới ngàn năm tu vi. Trong cánh rừng rậm này có lẽ nó là chúa tể. Chính người muốn chết thì thôi, vì cái gì mà còn làm liên lụy tới ta? Ta có thủ oán gì với ngươi sao? Tung tung, tung tung. Trong lúc bọn hắn nói chuyện thì đằng sau, Tam Nhãn Ma Viên đã đuổi tới. Chính như Lam Hiên Vũ nói vậy, cái đầu hồn thú này đúng là có địa vị bá chủ trong cánh rừng rậm này, nó cũng là tồn tại mạnh nhất trong lần khảo hạch này. Vận khí của Diệp Linh Đồng thực sự không còn là tốt bình thường nữa rồi. Sau lưng có từng trận gió mạnh kinh khủng kéo tới, đã có kinh nghiệm từ trận đánh với U Minh Lang, Lam Hiên Vũ không chút do dự mà nhảy tới bên cạnh. Hắn cùng Diệp Linh Đồng là đồng học, nên khi nhào ra thì tay phải hắn cũng kéo theo Diệp Linh Đồng, hai người đồng thời ngã văng sang một bên. Ngươi làm gì vậy? Diệp Linh Đồng trong miệng hét lên, nàng đã ngã lăn thành đất hồ lô cùng Lam Hiên Vũ. Oanh ở nơi bọn hắn vừa chạy lúc trước, một đạo thân ảnh cự đại màu trắng đột nhiên xẹt qua như cuồng phong, mặt đất bùng nổ, luồng khí lưu kinh khủng đập vào mặt làm bọn hắn bay ngược sang một bên. Chương 69 ủng hộ kênh qua linh halazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé lúc này diệp linh đồng ngã trên người lam hiên vũ mà trong mắt cả hai đã tràn đầy vẻ sợ hãi lam hiên vũ mãnh liệt đẩy nàng ra hét lớn tách ra chạy hắn vừa nói vừa đưa tay ném ra một cây băng chùy cây băng chùy vọt tới hướng con mắt thứ ba của tam nhãn ma viên sau khi làm xong thì lam hiên vũ cũng quay đầu bỏ chạy tam nhãn ma viên vừa mới xoay người đã thấy băng chùy kéo tới hơn nữa còn bay tới phía con mắt thứ ba quan trọng nhất của mình thì nó lập tức nổi giận nó vung tay đập vỡ băng chùy rồi lao thẳng theo lam hiên vũ diệp linh đồng ngây ngẩn cả người nàng chỉ thấy lam hiên vũ tránh đông tránh tây trong bụi cây một lát mà trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi mà đầu tam nhãn ma viên kia liền cứ như vậy đuổi theo hắn rồi hắn có phải đồ ngốc hay không vậy lại dám công kích tam nhãn ma viên diệp linh đồng thì thào lẩm bẩm trong nội tâm lam hiên vũ lúc này đang rất phiền muộn vừa rồi đương nhiên là hắn cố ý vung ra băng chùy bởi vì hắn biết chỗ yếu hại của tam nhãn ma viên là con mắt thứ ba của nó Lam Hiên Vũ công kích nó con mắt thứ ba. Việc này đối với Tam nhãn ma viên đương nhiên sẽ là khiêu khích lớn nhất. Tự nhiên có thể dẫn nó đi. Lam Hiên Vũ cũng không phải thật sự muốn cứu Diệp Linh Đồng, mà là do hắn nhớ rõ Nana đã từng nói với hắn, vô luận lúc nào nam hài tử cũng phải bảo vệ nữ hài tử. Coi như là hắn không thích Diệp Linh Đồng thế nào thì hắn cũng hiểu đây là việc hắn phải làm. Tựa như lúc trước hắn nghĩ phải bảo vệ mẹ vậy. Không hề nghi ngờ Tam nhãn ma viên là bá chủ trong rừng rậm này. Trong rừng rậm bị nó đuổi giết cũng không phải chuyện gì tốt nhưng lam hiên vũ cũng có ưu thế của hắn thân thể hắn nhỏ nên sẽ càng linh hoạt hơn nữa hắn còn có bộ pháp nana truyền thụ cho trong quá trình di động tốc độ cao hắn luôn có thể không ngừng thay đổi phương hướng trước mặt áp lực cực lớn như vậy hắn đây đã là phát huy vượt trình độ mắt thấy cánh tay dài của tam nhãn ma viên đã sắp bắt tới phần lưng hắn mãnh liệt nhảy tới phía bên phải tam nhãn ma viên cũng cuốn tay tức thì lập tức đuổi theo nhưng vào lúc này dưới chân lam hiên vũ đột nhiên nhiều thêm một khối băng thân thể hắn vừa trượt mà ra tốc tới hướng bên cạnh khi đã sắp đụng vào một thân cây hắn duỗi tay trái nhấn lên cành cây một cái cố gắng cưỡng ép cải biến phương hướng của mình mà chui qua khe hở của hai cây tam nhãn ma viên không cách nào đi xuyên qua hai cây như hắn trực tiếp đụng vào hai cây đại thụ nó cứng rắn đập đổ cả hai cây nhưng tốc độ rõ ràng đã chậm đi một tí làm hiên vũ lại thừa cơ kéo ra một điểm khoảng cách cùng tam nhãn ma viên căn bản là Lam Hiên Vũ, cũng không có ý nghĩ rằng mình sẽ trực tiếp chiến đấu với Tam Nhãn Ma Viên. Đây chính là nghìn năm hồn thú Tam Nhãn Ma Viên đấy, đừng nói là hắn, coi như là hồn sư đến ba bốn hoàn, nếu như không có một võ hồn mạnh mẽ thì cũng chưa hẳn có thể đánh thắng được. Nên hiện tại hắn chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, chạy trước trong chốc lát rồi hãy nói. Nhưng phiền phức của hắn rất nhanh đã tới rồi. Tam nhãn ma viên đã càng ngày càng gần, mà hồn lực của Lam Hiên Vũ lại tiêu hao càng lúc càng nhanh dưới cái cường độ chạy trốn này, đã sắp tiêu hao hết. Đúng lúc này, một tiếng kêu to đột nhiên vang lên, làm Hiên Vũ chỉ cảm thấy đại não truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, hắn không khỏi kêu thảm thiết một tiếng, thân thể không khống chế được mà bay thẳng đến một cây đại thụ. Phanh một tiếng, làm Hiên Vũ đâm vào trên cây, sau đó bị bắn ngược mà quay về, lúc này hào quang trên con mắt thứ ba của tam nhãn mà viên mới ảm đạm xuống. Thứ kinh khủng nhất của tam nhãn mà viên chính là công kích tinh thần. Lúc trước nó không dùng một chiêu này là vì nó cho rằng, con mồi trước mắt quá nhỏ yếu, thế nhưng cái con mồi nho nhỏ này đã chạy lâu như vậy mà vẫn chưa bắt được nó không có kiên nhẫn rút cuộc vẫn phải đem kỹ năng thiên phú của mình ra nó mãnh liệt vọt tới trước mặt lam hiên vũ mà nâng lên hữu chảo muốn đập xuống người lam hiên vũ đúng lúc này thân thể lam hiên vũ đột nhiên run rẩy nhẹ ngân văn lam ngân thảo trên thân thể hắn như bị kích sống chúng nhanh chóng dọc theo cánh tay mà lan tràn lên phía trên trong nháy mắt liền lan tràn đến gò má bên trái của hắn ngay sau đó thì con mắt thứ ba của tam nhãn ma viên cũng chiếu dọi vào ngân văn kia, bàn tay đang vồ ra của nó gần như lập tức thay đổi phương hướng mà rơi vào bên cạnh người hắn. Một vẻ khiếp sợ hiện lên từ trong mắt, nó theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Thân thể Lam Hiên Vũ cũng chậm rãi biến mất trước mặt nó. Chủ quan rồi, chủ quan rồi. Tam nhãn ma viên có tinh thần công kích, mau đem Lam Hiên Vũ ra, kiểm tra tinh thần của hắn. Mục trọng thiên vội vàng nói, Lúc trước, khi thấy Lam Hiên Vũ dẫn Tam Nhãn Ma Viên đi để cứu Diệp Linh Đồng, thì các vị lão sư đã khiếp sợ không thôi. Bọn hắn đều cho rằng đứa nhỏ này không chỉ có thiên phú cao mà tâm tính cũng tốt. Phải biết rằng, dưới tình huống nguy hiểm loại này thì căn bản cũng không khả năng suy nghĩ quá nhiều, hắn đúng là không chút do dự mà đem nguy hiểm dẫn đi, phẩm chất như vậy thì càng đáng quý hơn thiên phú. Sau đó, bọn hắn liền thấy được một màn Lam Hiên Vũ toàn lực ứng phó, né tránh Tam Nhãn Ma Viên đuổi theo vốn dĩ bọn họ cũng không có quên tam nhãn mà viên có tinh thần công kích đấy nhưng mà lam hiên vũ né tránh thật sự là rất khéo gần như đã đem mười mấy cấp hồn lực của bản thân vận chuyển tới cực hạn mỗi một lần né tránh đều làm bọn hắn có cảm giác kinh dị lúc này mới nhìn được một lát họ không nghĩ tam nhãn mà viên đã phát động ra tinh thần công kích trong mô phỏng khoang thuyền thì lúc hồn sư đối mặt hồn thú là rất không có khả năng xuất hiện nguy hiểm đấy dù sao cũng là trong thế giới giả thuyết nhưng chính trong thế giới giả thuyết này thì tinh thần lực lại càng dễ xảy ra vấn đề, bởi vì tinh thần công kích cũng là mô phỏng ra, hơn nữa là không thể khống chế hoàn toàn. Cái vấn đề khó khăn này vạn năm rồi nhưng cũng vẫn chưa giải quyết được hoàn toàn. Sở dĩ trong lần khảo hạch này có tam nhãn ma viên là bởi vì loại hồn thú này rất cao ngạo, nên khi đối mặt với những đứa nhỏ như vậy thì gần như không có khả năng dùng ra tinh thần công kích. Không nghĩ tới lần này nó rõ ràng dùng như vậy. Bởi vậy, khi vừa phát hiện nó phát động ra tinh thần công kích, Mục Trọng Thiên đã lập tức gọi ngừng, lúc này trong lòng của hắn đã hối hận không kịp, bởi vì cái tinh thần công kích kia đã thật sự rơi vào người Lam Hiên Vũ. Cái đó và cảm giác đau không giống nhau, cảm giác đau là sẽ bị suy yếu, tối đa chỉ có 10% của cảm giác chân thật, nhưng tinh thần công kích lại là thật sự. Cái này nếu gặp chuyện không may thì rõ là phiền toái lớn rồi. Thứ mục trọng thiên mong đợi duy nhất vào lúc này chính là Lam Hiên Vũ, có gần 100 điểm tinh thần lực sẽ có thể vượt qua lần này, không phải chịu thương tổn quá lớn. Cho nên hắn cũng không nhìn thấy một màn Lam Hiên Vũ dọa lùi Tam Nhãn Ma Viên về sau kia, bởi vì khi đó nhân viên công tác đã tiến hành cắt đứt liên thông, với mô phỏng khoang thuyền, trên màn hình đã không còn hiển thị hình ảnh của Lam Hiên Vũ. Mô phỏng khoang thuyền mở ra, rất nhanh, các sư phụ đã ôm Lam Hiên Vũ ra ngoài lúc này Lam Hiên Vũ nhìn qua quả thực có chút khủng bố, thất khiếu chảy máu, toàn thân ngập vào trong hôn mê sâu. trong lúc nhất thời, các vị lão sư bổn viện đều bối rối lên, cái này đã liên quan tới mạng người, trách nhiệm của bọn hắn đã trở nên lớn lắm. đưa hắn tới phòng y vụ, mau mời hồn sư hệ trị liệu cường đại nhất tử La Thành đến. Mục Trọng Thiên nghiêm nghị quát, sau đó hắn ôm Lam Hiên Vũ mà chạy. dù hiện tại Mục Trọng Thiên có hối hận thế nào cũng không có ý nghĩa, cứu người quan trọng hơn. Lam Tiêu đang ngồi trong quán cà phê, thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ phân viện tử La Thành. Sau một khắc, hắn bắn người dựng lên mà phóng ra ngoài. Nam Trừng đang tiến hành nghiên cứu văn án tại viện nghiên cứu, cũng nhận được thông tin ngay sau đó, ánh mắt của nàng lập tức liền đỏ lên, nàng liều lĩnh mà chạy ra khỏi văn phòng. Một giờ sau, y viện tử La Thành, phòng trọng chứng giám hộ. Lúc này, trên người Lam Hiên Vũ, nhất là, trên đầu đang có rất nhiều dụng cụ lớn nhỏ giám sát trạng thái thân thể của hắn, Bên ngoài phòng giám hộ, một đám người đang khẩn trương mà đứng ở đó chờ đợi. Chương 70 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio. Nam Trừng đã khóc đến hai mắt sưng đỏ, sắc mặt Lam Tiêu cũng thập phần âm trầm. Mục Trọng Thiên là một vẻ mặt vẻ áy náy, viện trưởng của phân viện tử La Thành cũng tới, Thu Vũ Hinh cũng là hai con mắt đỏ bừng. Ai cũng không nghĩ ra sẽ phát sinh loại chuyện này, Mục Trọng Thiên đã nói qua tình huống cụ thể rồi, hơn nữa hắn cũng thừa nhận trách nhiệm đều tại hắn, Thế nhưng đối với Lam Tiêu cùng Nam Trừng mà nói, hiện tại trách nhiệm ở trên người ai không có trọng yếu như vậy, quan trọng nhất là làm sao có thể cứu Lam Hiên Vũ A. À. Bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, tham gia một cuộc khảo hạch lại có thể xuất hiện vấn đề như vậy. Công tác thống kê số liệu đã hoàn thành, dựa theo cường độ tinh thần của hồn thú tam nhãn mà viên nghìn năm thì một phát đó, hẳn là đủ để lấy mạng Lam Hiên Vũ, ít nhất cũng sẽ dẫn đến việc tinh thần hắn tan vỡ, Trị liệu hệ hồn sư có thể trị liệu thân thể, nhưng thế giới tinh thần lại là quá phức tạp, đại não người lại cực kỳ tinh vi, bọn hắn cũng không dám tiến hành trị liệu quá nhiều. Cửa phòng trọng chứng giám hộ vừa mở, một gã bác sĩ thân mặc quần áo phòng hộ bước ra từ bên trong. Lam Tiêu cùng Nam Trừng lập tức xông tới, Nam Trừng một phát bắt lấy tay áo của người này mà hỏi, "Bác sĩ, bác sĩ, con của ta thế nào?" Bác sĩ tháo xuống khẩu trang, lông mày nhíu chặt, tình huống của hắn rất phức tạp, hơn nữa còn vượt quá dự liệu của chúng ta trước kia chúng ta trước kia cũng đã xử lý qua tình huống như vậy nhưng chỉ có hai loại khả năng một loại là thân thể đã bị tổn thương hoàn toàn không thể chữa trị mà một loại khác thì là thân thể bị thương không nặng rất nhanh có thể khôi phục khỏe mạnh nhưng tình huống của con trai các vị lại không giống vậy sau khi kiểm tra thì chúng ta phát hiện đầu óc của hắn bị trùng kích rất nghiêm trọng nhưng có vẻ như sóng não cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn ý thức lại ngập vào trạng thái hôn mê sâu đơn giản mà nói từ vật lý mà phán đoán thì hẳn là vấn đề của hắn không lớn thế nhưng bây giờ gần như chúng ta không cảm giác được tinh thần chấn động của hắn. Lam Tiêu ngơ ngác nói, người sống đời sống thực vật sao? Bác sĩ cười khổ nói, có khả năng. Hiện tại phải nhờ vào chính hắn. Nếu như hắn có thể tỉnh lại thì tất cả đều khôi phục được tốt, nhưng nếu như vẫn chưa tỉnh lại thì chỉ sợ rất phiền toái. Cụ thể bao lâu thời gian có thể tỉnh chúng ta cũng không biết, chỉ có thể nhìn vào ý chí của hắn. Qua Nam chừng thoáng một chút liền khóc lên, Buổi sáng khá tốt, con vẫn còn rất sôi nổi, lúc này mới chỉ một lát sau, làm sao lại đã như vậy rồi? Lam Tiêu mới vừa về, thật vất vả gia đình mới được đoàn tụ thì Lam Hiên Vũ lại gặp phải nguy cơ sinh tử, điều này làm cho nàng không cách nào tiếp nhận nổi. Lam Tiêu ôm Nam Trừng, trầm giọng nói, "Bác sĩ, còn có biện pháp khác không?" Bác sĩ lắc đầu, coi như là tinh thần hệ hồn sư thì hiện tại cũng không thể đi kích thích đầu óc của hắn, chỉ sợ hắn thoáng một phát sẽ hỏng mất, sẽ càng phiền toái hơn. "Cảm ơn Mục Trọng Thiên một mực đứng ở bên cạnh, sau khi nghe bác sĩ nói như vậy thì hắn không khỏi thống khổ mà nhắm hai mắt lại. Một đứa nhỏ rất ưu tú a. À, vậy mà, vậy mà bởi vì sai lầm của chính mình mà bất tỉnh. Đây quả thực là không thể tha thứ. Lam Hiên Vũ ngập vào hôn mê sâu, tất cả tiền chữa bệnh tất nhiên đều do Thiên La học viện đến trả, mà Mục Trọng Thiên cũng nhận được trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc, từ một gã lão sư cấp chủ nhiệm bị giáng xuống một gã lão sư bình thường. Thiên La Học Viện đưa ra cho Lam Hiên Vũ một phần bồi thường cách xù, nhưng lại bị Lam Tiêu cự tuyệt. Đối với Lam Tiêu cùng Nam Trừng mà nói, hiện tại Kim Tiền chẳng còn trọng yếu chút nào nữa, bọn hắn chỉ hy vọng con mình có thể tỉnh lại. Ba ngày sau, bên ngoài phòng trọng chứng giám hộ, Diệp Linh đồng lặng yên đứng ngoài cửa sổ mà nhìn Lam Hiên Vũ nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, trên đầu cắm đủ các loại dụng cụ, mặt nàng cũng có chút tái nhợt, nước mắt giọt lớn giọt lớn mà chảy xuống ba ngày rồi mỗi lúc trời tối nàng đi ngủ trong đầu đều hiện ra lúc lam hiên vũ bắn ra băng chùy đem tam nhãn ma viên dẫn đi nàng nghĩ thầm nếu như không phải hắn thì lúc ấy nhất định mình sẽ bị tam nhãn ma viên giết chết a à, hắn là vì cứu mình mới biến thành cái dạng hiện tại đó a à, lam hiên vũ xin lỗi không thể nghi ngờ việc tuyển chọn lớp thiếu niên năng động đã có kết quả diệp linh đồng cũng đã được chọn nàng là người duy nhất được chọn tại học viện sơ cấp này nếu Lam Hiên Vũ không có bị thương thì hẳn là hắn cũng sẽ được chọn. Thiên La Học Viện đã quyết định cho Lam Hiên Vũ một cái cạnh ngạch, chỉ cần hắn có thể tỉnh lại là sẽ có thể gia nhập lớp thiếu niên năng động bất cứ lúc nào. Đương nhiên, hiện tại thì cái này cũng chỉ là một cái đền bù tượng trưng mà thôi. Phi thuyền vũ trụ vững vàng mà đỗ xuống trung tâm du hành vũ trụ Thiên La Tinh. Đường nhạc đeo mũ cùng khẩu trang, ra khỏi khi thuyền cùng nhạc khanh linh và một đám bảo an, Nhạc Khanh Linh đã càng đẹp hơn rồi, nàng bây giờ chính là cái tuổi đẹp nhất, hơn nữa, nàng cũng càng ngày càng chú trọng cách ăn mặc của mình rồi. Nhưng dù như thế thì lúc đi với Đường Nhạc, nàng vẫn có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Nhạc Khanh Linh đưa tay ra mà kéo vành nón Đường Nhạc, sợ hắn bị nhận ra. Một đoàn người ra khỏi trung tâm du hành vũ trụ, công ty đã sớm chuẩn bị hồn đạo ô tô tới nghênh đón. Nhà công tử, hành trình tiếp theo là thế này chúng ta sẽ cử hành một buổi hòa nhạc ở Thiên La Thành cùng 6 thành thị tương đối trọng yếu của Thiên La Tinh. Thời gian cũng đã sắp xếp xong xuôi, ngươi chỉ cần chú ý trạng thái bản thân là được rồi. Ừ. Đường nhạc lên tiếng, ánh mắt hắn hướng ngoài cửa sổ, có chút mê mang mà nhìn cảnh sắc bên ngoài. Ngươi không sao chứ, tâm tình không tốt không? Nhạc Khanh Linh hỏi dò. Nàng quen biết đường nhạc đã 7 năm rồi, từ khi nàng cứu hắn đến nay hắn vẫn thường xuyên ngần người, lời nói cũng rất ít nhưng có lẽ là bởi vì nàng cứu đường nhạc, nên bình thường nàng nói cái gì hoặc yêu cầu cái gì hắn cũng đều nghe theo, thí dụ như việc làm đại minh tinh này đây. Việc duy nhất làm cho nhạc khanh linh có chút buồn bực chính là bên người có một cái đại xuất ca này, dẫn đến việc nàng bị trướng mắt với các nam tử khác. Nàng hiện tại đã hơn 20 tuổi nhưng còn không có yêu đương gì. Đường nhạc còn có một thứ rất đặc biệt, trừ nhà khanh linh có thể tới gần hắn thì bất luận kẻ nào cũng không thể. Nếu không hắn sẽ gần như là vô thức mà phản ứng, né tránh hoặc là đẩy đối phương ra chính mình rồi sẽ tìm được một gã đẹp trai làm bạn trai đấy. Nhạc Khanh Linh thường xuyên vì hờn dỗi mà nghĩ như vậy. Nàng thậm chí nghĩ tới việc mình rời xa nhà công tử, đi tới cuộc sống của mình. Thế nhưng mỗi khi nàng thật sự có ý định hành động, thì trong đầu sẽ không tự chủ, mà hiện ra khuôn mặt vô cùng anh Tuấn của nhà công tử, sau đó nàng lại thành thành thật thật mà trở lại bên cạnh hắn. Đây mới là việc làm nàng bất đắc dĩ nhất, mà cũng buồn bực nhất. Trước cứ làm người đại diện của hắn cho tốt đã, nói không chừng về sau sẽ có thể tìm một người của mình không có việc gì. Nhà công tử nhẹ giọng đáp. Hắn mang trên mặt là vẻ mỉm cười thản nhiên, cái kia rõ ràng chỉ là cái vẻ cười mang tính lễ phép mà thôi. Những người hâm mộ hắn đều cảm thấy hắn bình dị gần gũi, không có chút nào kiêu căng. Nhưng nhạc khanh linh biết đây chẳng qua chỉ là bề ngoài của hắn, còn nội tâm của hắn cuối cùng là dạng gì thì căn bản không ai biết. Buổi hòa nhạc đầu tiên sẽ cử hành vào tối mai, hôm nay ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Ừm, chương 71 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio cảm giác của lam hiên vũ là mình tiến nhập vào một cái thế giới đẹn kịt cái gì cũng đều nhìn không thấy cái gì cũng không nghe thấy hắn không có cảm thấy thống khổ nhưng nội tâm lại tràn ngập sợ hãi thứ duy nhất hắn có thể mơ hồ cảm giác được là mình tự hồ đang phi hành trước mắt hắn đột nhiên sáng ngời tầm mắt trở nên rõ ràng hắn kinh ngạc phát hiện trước mắt là một cảnh tượng vô cùng kỳ dị hắn thấy phẳng phất là mình quan sát từ bầu trời xuống, phía dưới mây mù mờ mịt, mà ở trong mây mù kia là từng hòn đảo lơ lửng trên không trung, kỳ dị mà rực rỡ, mà ở chung quanh hắn có rất nhiều sinh vật kỳ quái, hắn không thấy mình là cái dạng gì, chỉ có thể mơ hồ thấy được quang mang nhàn nhạt, nhạt đang phát ra từ thân thể mình, mà những sinh vật kỳ quái bên cạnh này có rất nhiều con có chiều cao hơn trăm mét, đó là rồng sao, hắn giật mình mà nhìn, bọn chúng là nguyên một đám hình thể thon dài mà lại cực lớn, rất giống cự long trong truyền thuyết thế nhưng đây cũng quá nhiều a à, nơi này có hàng trăm hàng ngàn đầu cự long nhưng cũng có rất nhiều cự thú có hình thể giống với cự long hắn không cảm nhận được khí tức của những cự thú này cũng nghe không được thanh âm mà nháy mắt sau đó những cự thú này đều hướng xuống phương mây mù mà phi các loại quang mang màu sắc cũng bắn ra từ trong mây mù ngay sau đó rất nhiều người nổi lên như nấm mọc sau mưa bọn hắn cũng đều là hình thể cực lớn cầm trong tay các loại vũ khí mà chiến đấu với những dầu cự thú kia Quang ảnh trước mắt đột nhiên trở nên mơ hồ, Lam Hiên Vũ đã không cách nào nhìn rõ được nữa rồi, nhưng hắn cảm nhận được một loại tâm tình tràn ngập bi thương cùng phẫn nộ, còn nghe được một âm thanh long ngâm vô cùng to rõ. Không biết qua bao lâu thời gian, đột nhiên, những quang ảnh trước mắt lại một lần nữa trở nên rõ ràng, một đạo hào quang hồng sắc đã đến bên người hắn. Một cảm giác sợ hãi khó có thể hình dung truyền đến, nháy mắt sau đó, hào quang màu đỏ kia lóe lên rồi biến mất, hai luồng quang mang vàng bạc đột nhiên nở rộ tại hai bên thân thể hắn. Làm Hiên Vũ muốn kêu to nhưng hắn lại không thể phát ra được chút âm thanh nào, hắn sợ hãi, không cam lòng, phẫn nộ, bi thương, các loại tâm tình lan tràn trong hắn. Y viện tử La Thành, phòng trọng chứng giám hộ. Nam Trừng vẫn luôn canh giữ bên ngoài phòng trọng chứng giám hộ. Trên thực tế thì bản thân phòng trọng chứng giám hộ luôn có cấp dưỡng cung ứng, căn bản là cũng không cần tới người canh chừng, nhưng Nam Trừng muốn mình phải ở lại chỗ này trông coi nhi tử, nàng thậm chí đã làm ngừng lương giữ chức. Lam Tiêu vốn là đã thăng chức và phải tới Thiên La thành công tác đấy, nhưng bởi vì tình huống này của Lam Hiên Vũ nên hắn lựa chọn lưu lại. Đối với bọn họ mà nói, Thiên La thành là một cái thành thị lạ lẫm, hơn nữa, hiện tại Lam Hiên Vũ cũng không chịu được giày vò a. À, tít tít, tiếng cảnh báo chói tai đột nhiên vang lên. Nam Trừng bỗng nhiên cả kinh, nàng mãnh liệt đứng lên mà nhìn vào trong phòng. Trong phòng giám hộ, Lam Hiên Vũ đang nằm trên giường đột nhiên không ngừng run rẩy, một bên mặt của hắn hiện ra đường vân màu vàng, mà bên kia lại hiện ra đường vân màu bạc bác sĩ, bác sĩ, nam trừng thất kinh mà kêu to. Kỳ thật không cần nàng gọi, khi cảnh báo của phòng trọng chứng giám hộ vừa vang lên thì bác sĩ cũng đã chạy qua. Nhanh, chuẩn bị máy hỗ trợ tim, đánh thuốc an thần, làm tốt điều khiển sóng não. Sóng não của hắn chấn động vô cùng kịch liệt. Lúc bầy bác sĩ cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Làm hiền vũ đã hôn mê 20 ngày rồi, tình huống như hắn mà còn xuất hiện dị thường thì rất có thể sẽ gặp phải tử vong đứa bé này còn nhỏ như thế lại bị tai nạn như vậy thầy thuốc nhân tâm giờ khắc này trong nội tâm người bác sĩ này cũng không tốt được chút nào sau khi thuốc an thần được đẩy vào thân thể run rẩy của lam hiên vũ dần bình tĩnh trở lại nhưng đường vân màu vàng bạc trên mặt hắn cũng không có rút đi nhất là tại mi tâm còn có quang mang nhàn nhạt, nhạt như ẩn như hiện bác sĩ cùng các y tá bận rộn nửa giờ cuối cùng cũng đã có thể làm cho lam hiên vũ bình tĩnh lại bác sĩ lại kỹ càng mà kiểm tra thân thể hắn một lần nữa tất cả đều bình thường Sân thể dục lớn của Thiên La Thành. nhà công tử với một thân hoa phục màu bạc, hắn mang trên mặt một vẻ mỉm cười thản nhiên, ánh mắt u buồn, chẳng qua là một cái biểu lộ bình thường nhất của hắn, nhưng lại tác động tới tâm của tất cả người hâm mộ. Người hâm mộ của hắn ngồi đầy sân thể dục lớn, mà trong đó có 80% là nữ. Họ như si mê mà huy động cánh tay của mình, phóng ra sự nhiệt tình của mình. Quá đẹp trai xuất sắc rồi, nhà công tử thật sự là quá đẹp trai xuất sắc rồi. Hơn nữa, cảm giác nghe hắn hát tại hiện trường hoàn toàn khác khi nghe qua tiếp sóng. Trong tiếng ca của hắn có một loại mị lực khó có thể hình dung, làm cho tất cả người nghe đều hoàn toàn đắm chìm vào trong tâm tình của hắn, không tự chủ được mà rơi lệ, không tự chủ được mà nhớ lại chính mình. Thân ảnh của nàng sớm đã mơ hồ, phảng phất đã trải qua muôn đời luân hồi. Thanh âm của nàng dường như rõ ràng, đã từng vang vọng bao nhiêu lần bên tai. Khí tức của nàng như lan như mài, dù là qua thiên thu muôn đời cũng như trước quanh quẩn bên ta, tay nàng mềm mại mà thon dài nơi nàng tồn tại vĩnh viễn là bến cảng tốt nhất của ta như cũ là một bài hát niệm kia nhạc công tử đã hát qua vô số lần thế nhưng mỗi một lần đều có thể tác động vào tâm mọi người mỗi một lần đều biểu đạt sự tưởng niệm bất đồng có vẻ như chính nhạc công tử cũng đã hoàn toàn đắm chìm trong tiếng ca của chính mình mỗi khi hắn hát bài hát này thì chính hắn sẽ tiến vào một loại trạng thái đặc thù hắn vẫn luôn mơ hồ cảm thấy như trong tính mạng của mình có một người cực kỳ trọng yếu đang kêu gọi chính mình ông đột nhiên nhạc công tử đang ca hát thì đột nhiên cau mày nháy mắt sau đó hắn trở nên ngây dại tiếng ca dễ nghe cũng im bặt mà dừng nhạc vẫn tiếp tục nhưng tiếng ca lại đình chỉ những người bên dưới lập tức tỉnh táo lại lộ ra vẻ ngạc nhiên thực xin lỗi ta phải rời đi một lát nhạc công tử đột nhiên xoay người cúi đầu sau một khắc hắn đột nhiên bước tới trước một bước dưới tình huống tất cả mọi người không có nhìn rõ ràng hắn đã hóa thành một đạo kim quang lóe lên rồi biến mất cái này tất cả đều ngơ ngác mà nhìn đây là sắp xếp của bên chủ sự đấy sao? Nhà công tử bay mất nhưng lại nhanh như vậy. Đây là cái tình huống gì? Trong lúc nhất thời, mọi người xì xào bàn tán, rất nhanh tình cảnh liền trở nên có chút hỗn loạn. Thỉnh mọi người giữ yên lặng, đây là nhà công tử đang chuẩn bị một phần kinh hỉ cho mọi người, một kinh hỉ của riêng thiên La Tinh. Chương 72 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio. Buổi hòa nhạc như thế này là không có người chủ trì đấy, mà người vừa nói chính là nhạc khanh linh đứng ở phía sau khán đài. Kinh hỉ, với tư cách là đại biểu chủ sự của Thiên La Tinh. Cảm thấy rất buồn bực, hắn không nhớ rõ hôm nay có cái kinh hỉ gì, nếu như có thì công ty quản lý của nhà công tử sẽ không cho hắn thêm tiền sao. Còn có, hắn cũng là một gã hồn sư, hơn nữa tu vi không thấp, nhưng hắn tự hỏi dù như thế nào mình, cũng không có khả năng bay vèo một cái đi như, nhà công tử nếu không dùng tới cơ giáp. Đại diện, cuối cùng là tình huống như thế nào đây? Nhà công tử hắn đi nơi nào? Thôn trang xây dựng vội vàng hỏi nhà khanh linh. Nhạc Khanh Linh sắc mặt nghiêm túc nói, đã nói là kinh hỉ cho tất cả thì sao có thể sớm nói cho ngươi, chờ một lát a, à, nhà công tử cần có thời gian chuẩn bị. Đã có câu nói kia của nàng, khán giả dưới đài lập tức trở nên an tĩnh hơn rất nhiều. Kinh hỉ? Nhà công tử sẽ mang đến kinh hỉ như thế nào đây? Những buổi hòa nhạc trước của hắn cho tới bây giờ còn chưa bao giờ xuất hiện qua kinh hỉ a, à, lần này sẽ có thay đổi gì đây? Khán giả rất chờ mong, kia dù sao cũng là nhà công tử của bọn họ a. À. Y Viện Tử La Thành nam chừng mệt mỏi ngồi ở ngoài phòng trọng chứng giám hộ tình huống của lam hiên vũ cuối cùng cũng đã ổn định lại rồi tất cả đều đã bình thường điều này làm cho tinh thần của nàng buông lỏng được rất nhiều cuối cùng cũng không phải tin tức xấu nhất đối với nàng mà nói thì giờ cái này cũng đã thỏa mãn về phần kỳ tích hiện tại nàng đã không còn dám chờ mong quá nhiều trong lòng nàng chỉ cần nhi tử có thể còn sống là tốt rồi Bác sĩ đã từng nói qua, nếu quan sát hắn tại phòng trọng chứng giám hộ một tháng, mà còn không có tỉnh lại là sẽ chuyển hắn tới phòng bình thường, về sau dựa vào người nhà kêu gọi có lẽ cũng sẽ có khả năng tỉnh lại. Nam Trừng cũng đã chuẩn bị tốt, nàng quyết định về sau mỗi ngày sẽ đều ở bên cạnh nhi tử, mỗi ngày kêu gọi hắn, nàng tin tưởng mình nhất định có thể đánh thức hắn. Nàng đã rất mệt rồi, nhưng là vừa mạnh mẽ chống đỡ không ngủ. Nàng nghĩ thầm, hôm nay nhi tử xuất hiện một lần dị thường, vạn nhất sau nửa đêm lại có chuyện gì thì sao đây, Gần đây áp lực của Lam Tiêu cũng rất lớn, trước hết không nên nói cho hắn, đêm nay cứ trong con ngay ở chỗ này là được. Vuốt vuốt hai gò má có chút cứng ngắc của mình, Nam Trừng Miễn cưỡng làm cho mình thanh tỉnh vài phần, ngồi thẳng thân thể. Nhưng nàng thật sự là quá mỏi mệt rồi, nhất là trên tinh thần, thế cho nên chỉ sau một lát nàng đã không thể chống cự mà ngủ gật trên ghế. Ngay khi nàng vừa ngủ, một đạo thân ảnh màu vàng đột nhiên lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở trong phòng trọng chứng giám hộ người này có một đầu màu lam tóc rối tung ở sau ót khi hắn tiến vào trong phòng trọng chứng giám hộ thì tất cả thiết bị giám sát và điều khiển đều trở nên không nhạy tựa như trên người hắn có một loại từ trường đặc thù vậy đường nhạc ngơ ngác đứng ở trước giường hắn có chút không rõ vì cái gì chính mình lại xuất hiện ở chỗ này ngay tại lúc hắn vừa mới biểu diễn khúc niệm trong tối tăm tựa hồ có một cỗ lực lượng đặc thù dẫn hắn đến nơi này mà sau khi tới đây hắn liền thấy đứa bé nằm ở trên giường này nằm ở nơi đó làm hiền vũ đặc biệt yên tĩnh khuôn mặt tuấn tu có chút tái nhợt một mái tóc ngắn màu đen trên người thì hợp với các loại dụng cụ nhìn qua hắn yếu ớt như vậy thế nhưng khi đường nhạc nhìn đến hắn thì lại có một loại cảm giác rất đặc biệt có vẻ như mình và hắn có cái gì đó ràng buộc lấy nhau hắn nhìn qua có chút quen thuộc vì cái gì lại có cảm giác quen thuộc đây rõ ràng đây là lần đầu tiên mình thấy đứa bé này à ánh mắt đường nhạc có chút ngốc trệ nhưng hắn hoàn toàn có thể khẳng định cái kia chính là một loại cảm giác quen thuộc hắn vô thức nâng tay, nhẹ nhàng mà vuốt về hai má Lam Hiên Vũ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Hiên Vũ có chút lạnh buốt. Khi đường nhạc chạm đến khuôn mặt nhỏ nhắn kia thì tâm của hắn bỗng nhiên run rẩy. Tâm thái vẫn luôn thập phần bình tĩnh, như nước hồ thu dường như bị ném vào một cục đá, nổi lên rung động, trong nội tâm hắn bị xúc động rồi. Đứa bé này ngã bệnh sao? đường nhạc có chút đau lòng mà chính hắn cũng không hiểu, bàn tay nhẹ nhàng mà đặt ở trên chán Lam Hiên Vũ, quang mang kim sắc nhàn nhạt chậm rãi lan tràn ra từ tay hắn, mà tiến vào cơ thể Lam Hiên Vũ. Sau một lát, lông mày đường nhạc cũng cao lại. Hắn cảm nhận được vòng xoáy kia trong cơ thể Lam Hiên Vũ, cũng cảm nhận được trạng thái hôn mê sâu của hắn lúc này. Sau khi thoáng suy nghĩ, hắn đem đặt hai tay phân biệt đặt tại chán và bụng Lam Hiên Vũ, trong khoảnh khắc đó, kim sắc quang mang liền bao lấy thân thể Lam Hiên Vũ. Nhiệt độ cơ thể Lam Hiên Vũ bắt đầu dần tăng lên. Thời gian dần qua, mặt ngoài làn da của hắn dần đường vân màu vàng nhàn nhạt, nhạt. Thân thể hắn cũng theo đó mà chấn động nhẹ. Trong hai mắt Đường Nhạc là kim quang lập lòe, tản mát ra một cỗ khí tức uy nghiêm. Trong cơ thể Lam Hiên Vũ nguyên vốn là hai cỗ năng lượng kim ngân đang dao động, nhưng khi bị cỗ khí tức uy nghiêm này ảnh hưởng thì đều rút lui xuống. Hai tay Đường Nhạc xoa nhẹ một chút lên người Lam Hiên Vũ, mỗi một lần xoa Lam Hiên Vũ đều run rẩy nhẹ một lát. Cuối cùng, khi hắn thu hồi hai tay thì trong mắt cũng toát ra vẻ suy tư, có vẻ như càng thêm mê võng. Hắn vung tay phải lên, một đoàn kim quang nhu hòa tràn vào trong cơ thể Lam Hiên Vũ. Lập tức, hai gốc Lam ngân thảo trong hai lòng bàn tay của Lam Hiên Vũ sinh dài ra. Chính là Kim văn Lam ngân thảo cùng Ngân văn Lam ngân thảo. Khi thấy Lam ngân thảo, Đường Nhạc như bị điện giật vậy, toàn thân hắn kịch liệt chấn động, hắn vô thức mà nâng hai tay của mình. Cũng là hai gốc dây leo sáng long lanh lóe ra quang mang lam kim sắc chui ra từ lòng bàn tay của hắn đây là tít tít đúng lúc này, hồn đạo thông tin trên cổ thay hắn trên cổ tay hắn đột nhiên vang lên, đường nhạc cao mày lại, lúc trước vì hắn vẫn luôn phi hành với tốc độ cao, nên hồn đạo thông tin không tiếp được tín hiệu, lúc này hắn đã dừng lại mới có tín hiệu. Khanh Linh, làm sao vậy? Đường nhạc nhàn nhạt hỏi, làm sao vậy? Ngươi còn hỏi ta làm sao vậy? Ngươi có phải điên rồi hay không hả, ném hai vạn tên mê ca nhạc tại hiện trường? Ngươi có chút ý thức trách nhiệm nào không vậy? Ngươi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đi tới nơi nào, Ngươi chạy nhanh về đây cho ta, như thế nào bay đi thì bay về như vậy cho ta. Nếu không thì tình cảnh không thể chỉnh đốn được nữa, ngươi thì cũng xong, ngươi có biết hay không? Tiếng gào của Nhạc Khanh Linh đã làm cho Đường Nhạc không tự chủ được mà giơ chiếc hồn đạo thông tin ra khỏi tai mình, lông mày hắn cau lại. Ừm, đã biết. Cái gì gọi là đã biết? Lúc nào ngươi mới trở về a? À, ta đã nói với khán giả rằng ngươi muốn cho bọn hắn một cái kinh hỉ thì bọn hắn mới chịu an tĩnh lại nhưng cái này đã tới nửa giờ rồi ngươi lại vẫn không trở về thì sẽ thật sự xong đã biết đường nhạc dập máy hắn nhìn lam hiên vũ nằm ở trên rừng thật sâu sau đó lại nhẹ nhàng mà sờ lên hai má trắng nõn của hắn kim quang lóe lên hắn biến mất ngay trong phòng thiên la thành đã hơn nửa giờ rồi kinh hỉ đâu kinh hỉ ở nơi nào a à? đám khán giả đã bắt đầu sao động bất an rồi mà hiện tại vẫn chưa ai thấy chút bóng dáng nào của đường nhạc bên chủ sự vừa mới phải xuống phát bánh mì cùng nước cho tất cả khán giả, lúc này mới khiến chúng tâm tình bọn họ ổn định hơn một chút, nhưng cũng chỉ được một lát đám khán giả lại bắt đầu nôn nóng rồi. Muốn chúng ta đợi tới khi nào nữa đây hả? Chủ sự, cho chúng ta một lời giải thích, nhà công tử đâu? Nhà công tử ở nơi nào? Đúng đấy, nhanh bảo nhà công tử đi ra nha. Chúng ta là mua phiếu đấy. Vậy mà một ca khúc cũng không có hát xong, ít nhất cũng có thể hát ba lượt niệm A, hiện tại cái này tính thế nào đây? mặt nhạc khanh linh đã chứng đến đỏ bừng, hiện tại, bên người nàng đang bị vây đầy người của bên chủ sự. Không thể nghi ngờ, tất cả mọi người đều hướng về nàng mà đòi người. Đại diện nhạc, cái này là không được đó a à, Đây chính là hai vạn tên khán giả đó. Nếu như nhà công tử không xuất hiện nữa chỉ sợ sẽ dẫn phát sự kiện quần thể, đây là việc ai cũng không chịu nổi đấy. Nhà công tử bây giờ đang ở đâu, người phải nói cho ta một câu đi chứ. Chương 73 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio, Nhạc Khanh Linh rất muốn nói rằng mình cũng không biết hắn ở đâu, thế nhưng nàng không thể. Nếu bên phía chủ sự cũng bị rối loạn thì thật sự là đường nhạc đã xong. Nàng lại một lần nữa gọi hồn đạo thông tin cho đường nhạc nhưng lại không gọi được, lại giống với lúc hắn vừa mới bay đi. Hiện tại nàng đã không biết phải làm gì cho đúng. Chúng ta muốn nhạc công tử đi ra, nhạc công tử không ra thì liền trả vé, bồi thường gấp 10 lần. Không biết là ai hô một câu, lập tức tâm tình của các khán giả đều trở nên nôn nóng mà cho tới bây giờ bên chủ sự cũng chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Tại hiện dưới loại tình huống này, chúng Mây Ca Hát cũng đã ở vào cuồng bạo trạng thái, hầu như không có khả năng bình tĩnh trở lại. Coi như là nhà công tử bây giờ trở về cũng chỉ sợ vẫn có vấn đề, dưới đài thậm chí đã xuất hiện những thanh âm nhục mạ hắn. Quá không chịu trách nhiệm rồi, đi lần này chính là 40 phút, định biến chúng ta thành cái gì đây? Đùa nghịch lớn. Đây là trò đùa nghịch lớn, các loại âm thanh không hài hòa vang lên ở giữa sân sắc mặt của nhạc Khanh linh đã bắt đầu trở nên trắng xám đường nhạc thật sự muốn xong rồi sao bọn hắn cùng công ty ký hợp đồng xuất hiện loại việc xấu này là sẽ phải trả giá bồi thường cách xù đó a à, cho dù nàng có bán chính bản thân mình cũng không bồi thường nổi chẳng lẽ sẽ phải nhờ gia tộc ra mặt thế nhưng gia tộc căn bản là không để ý tới mình cuối cùng phải làm sao cho phải như thế nào mới có thể giải quyết tốt hậu quả đây thời gian là lịch sử đôi mắt ngóng nhìn tương lai vô tận đúng lúc này một thanh âm dễ nghe đột nhiên vang lên không có bất kỳ nhạc đệm gì thế nhưng khi tiếng ca này vang lên thì tất cả âm thanh huyên náo lại im bặt một cách kỳ lạ tất cả khán giả đều nghi ngờ mà nhìn về hướng âm thanh kia phát ra thủ hộ thời gian chính là thủ hộ tương lai thủ hộ thời gian chính là để cho tương lai trở nên không còn không biết giải quyết thế nào tiếng ca lại vang lên dưới tình huống không có bất kỳ nhạc đệm gì mà làm rung động lấy tâm linh của mỗi người một đạo thân ảnh từ từ hạ xuống từ trên trời, từng đám dây leo màu lam như thủy tinh xuất hiện giữa không trung, khí tức sinh mệnh vô cùng nồng đậm dần khuếch tán, đem trọn cái sân bãi thành một mảnh màu lam nhạt. Đám dây leo rất có trật tự mà xoay tròn, giống như một cái dù cực lớn đang từ từ rơi xuống. Dưới sự bao trùm của khí tức sinh mệnh nồng đậm, tâm tình nôn nóng của những khán giả dần bình phục lại, mà trong đám dây leo kia, đường nhạc lại hạ xuống với một thân trang phục bạc lộng lẫy. Dây leo bay múa, thủ vệ lấy khí tức của nàng Ngóng nhìn thời gian, ngóng nhìn đến lại là tâm linh của mình. Thời gian trong nháy mắt vung lên, nói không hết suy nghĩ nỗi buồn ly biệt. Thời gian trong hy vọng, thường thường đến từ trong lơ đãng. Có lẽ lập tức thoáng nhìn liền làm cho lòng người chập chờn. Đó là thời gian quen thuộc, là sự kêu gọi không hiểu. Nó dẫn dắt đến ta, đi tìm kiếm hy vọng. Hy vọng tiến đến, lại hơi có sợ hãi, muốn chạm đến, lại sợ mất đi. Hy vọng tiến đến, mang đến chính là mừng rỡ cùng tương lai. Thời gian sẽ đem năng lượng cho hy vọng hy vọng của ta đã đến có lẽ ta đã không cần mê mẫn nhưng ta không dám đi đụng chạm e sợ hy vọng phá diệt thời gian trong hy vọng a à. thỉnh nàng bồi bạn ta không nên bỏ ta mà đi thà rằng vĩnh viễn không đi chính thức mà đem nó mở ra thời gian trong hy vọng a à. thỉnh nàng nói cho ta biết nàng nghiên cứu vì cái gì vì cái gì mà phần quen thuộc kia dường như lại ở viễn cổ thanh âm chậm rãi dừng lại, không có nhạc đệm, từng đám dây leo trôi nổi trong không trung dần hóa thành từng điểm tố quang mà rơi xuống, mang đến hương thơm, chạm tới nội tâm sao động của mỗi người. Thực xin lỗi, đã để cho mọi người phải đợi lâu. Nhất thời xúc động, một đoạn thời gian chuẩn bị, một đầu ca khúc mới thời gian trong hy vọng này, tặng cho các ngươi. Đường nhạc chậm rãi không người mà hành lễ với khán giả. Mà lúc này, tất cả vẫn còn đang đắm chìm trong tiếng ca. Ca khúc mới, thì ra là ca khúc mới, có lẽ đây là lần đầu tiên đường nhạc nói nhiều lời như vậy trong một buổi hòa nhạc. Hắn đem ca khúc mới tới cho Thiên La Thành. Trong nháy mắt này, tất cả sự bất mãn trong lòng những khán giả đều tan thành mây khói, còn dư lại chỉ có kinh hỉ cùng niềm tự hào thỏa mãn khó có thể hình dung. Giá trị, đợi bao lâu cũng rất có giá trị. Đây chính là ca khúc mới của nhà công tử A, là bài hát thứ hai của hắn, hơn nữa, nếu để so với ca khúc thứ nhất niệm, thì cái đầu thời gian trong hy vọng này càng làm cho lòng người sung sướng, nó dường như giảng thuật về thủ hộ thời gian chính là thủ hộ hy vọng. Hôm nay, đã đến nơi đây, ta hy vọng mỗi người các ngươi đều có thể thủ hộ thời gian, thủ hộ lấy người mình muốn. Đường Nhạc lần nữa khom mình hành lễ, quay người hướng về phía trên bục mà đi. Toàn trường yên lặng trọn vẹn 10 giây, không biết là ở đâu vang lên tiếng vỗ tay đầu tiên, nhưng chỉ nháy mắt sau đó, tiếng vỗ tay giống như thủy triều trào lên vậy. Nhạc công tử, chúng ta muốn thủ hộ ngươi. Thủ hộ thời gian thủ hộ ngươi. Nhạc công tử, thủ hộ thời gian thủ hộ ngươi. Trong lúc nhất thời, vạn chúng hoan hô, thanh âm chỉnh tề đồng nhất, tình cảnh trở nên nhiệt liệt chưa từng có. Chỉ với hai câu nói của nhà công tử và một đầu ca khúc mới, lập tức đã làm nghịch chuyển một cục diện không thể nghịch chuyển rồi. Một gã khán giả lôi kéo lấy người ngồi bên mình mà nói, vừa rồi nàng nói muốn trả vé kia mà. Nàng để cho ta đi. Nàng bán cho ta tấm đó, ta trả giá gốc cho nàng, như thế nào đây? ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Ta muốn giữ lại, đợi nhà công tử ra đĩa nhạc ta còn muốn đi tìm hắn, rồi hắn sẽ viết cho ta thủ hộ thời gian thủ hộ ngươi. Thật đẹp, thật sự là quá động lòng người rồi. Thủ hộ thời gian thủ hộ ngươi, nhà công tử, ta nhất định sẽ thủ hộ ngươi một đời đấy. Đám nhân viên công tác đứng sau đài chủ sự đều đã trợn tròn mắt, ban đầu bọn hắn đều đã tuyệt vọng, một buổi hòa nhạc mà ca sĩ lại bỏ đi gần một giờ, đây chính là một buổi hòa nhạc có mấy vạn người A. À. Một khi không khống chế được sẽ là hậu quả không ai chịu nổi. Bọn hắn căn bản là không nghĩ tới thế cục này còn có thể nghịch chuyển, nhưng vào lúc này, nhạc công tử trở về, hát một ca khúc lại đem toàn bộ cục diện hoàn toàn thay đổi. Trên thực tế, tổng cộng hắn mới chỉ có hát được một bài rưỡi trong cả buổi hòa nhạc a. Loại buổi hòa nhạc kỳ lạ thế này chỉ sợ đây là lần đầu tiên. Nhưng người ta lại thành công ngăn cơn sóng dữ, chẳng những trấn an được khán giả, thậm chí còn làm cho người ta cảm động đến rơi nước mắt. Lúc này đừng nói bên chủ sự, mà ngay cả nhạc khanh linh cũng đã vô cùng khiếp sợ ca khúc mới, hắn vậy mà ra ca khúc mới rồi. Hắn vừa mới mất tích là vì đi ghi ca khúc mới sao? Nếu là như vậy thì tất cả đều rõ ràng rồi. Quá dễ nghe, thật sự là quá dễ nghe, một đầu ca khúc tràn đầy hy vọng. Hơn nữa, có vẻ như hắn còn mang tới cho khán giả một câu khẩu hiệu sau khi kết thúc bài hát, một câu chỉ thuộc về nhà công tử, thủ hộ thời gian thủ hộ nàng, thật đẹp a. À, nhiều khán giả như vậy mà đều muốn thủ hộ nhà công tử sao? Chương 74 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio những khán giả rất lâu vẫn chưa chịu rời đi đều ở lại mà hô lớn lấy khẩu hiệu đầy nhiệt tình không hề nghi ngờ cái này mặc dù là một buổi hòa nhạc rất kỳ lạ nhưng tuyệt đối là một buổi hòa nhạc thành công đường nhạc ngồi yên ở trong phòng nghỉ phía sau khán đài thật sự là bài hát vừa rồi ngay nhạc đệm cũng chẳng có chẳng qua là hắn hát theo tâm tình ngẫu hứng lúc đó mà thôi mà lúc này thứ hắn đang hồi tưởng trong đầu vẫn là đứa bé có chút quen thuộc kia đứa bé kia đến tột cùng là ai vì cái gì mình đang ở một tòa thành thị cách xa hắn mà vẫn có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của hắn cứ như vậy được triệu hoán đến bên cạnh hắn khí tức của đứa nhỏ này thật sự là rất quen thuộc a à, nhưng tại sao mình vẫn nhớ không nổi đường nhạc có chút thống khổ mà nhíu mày hắn nghĩ mãi mà vẫn không rõ đây vì cái gì từ khi tỉnh lại ở bờ biển hắn liền không nhớ nổi sự tình trước kia rồi chẳng lẽ đứa bé kia có quan hệ gì với mình sao đường nhạc quá tuyệt vời người biết không tất cả khán giả đều điên cuồng vì ngươi đầu ca khúc mới này thật sự là quá tuyệt vời. tất cả mọi người vẫn đang hô lớn thủ hộ thời gian thủ hộ người đấy. nhạc khanh linh kích động mà bước tới. đường nhạc ngẩng đầu nhìn nàng, khanh linh, từ thiên la thành tới hướng hướng tây bắc chừng một nghìn cây số là thành thị gì? nhạc khanh linh sững sờ mà đáp, hẳn là tử la thành a. ừm. đường nhạc khẽ gật đầu, vậy lần này chúng ta có sắp xếp lưu diễn tại tử la thành không? nhạc khanh linh nói, đương nhiên là có a. tử la thành cũng là một thành trọng yếu của thiên la tinh mà đường nhạc suy nghĩ một chút rồi nói có thể hay không ưu tiên sắp xếp lần này ta nghĩ muốn tới đó trước a à, cái này ta cần thương lượng với bên chủ sự một chút có điều đường nhạc ngươi hôm nay là có chuyện gì vậy ngươi bay đi như vậy là làm sao làm được rõ ràng ngươi không phải hồn sư ma đây mới là nghi hoặc lớn nhất của nhạc khánh linh chính nàng là hồn sư nhưng vẫn không thể phi hành hơn nữa tốc độ của đường nhạc lúc đó lại rất nhanh thật là hồn sư có thể làm được đấy sao không phải cơ giáp sư chỉ là chứng nhãn pháp đánh lừa thị giác mà thôi. Ta chỉ đi sáng tác bài hát, ngươi đừng hỏi nữa." Đường Nhạc thản nhiên nói. Biểu lộ của Nhạc Khanh Linh có chút cổ quái, nàng đột nhiên bắt lấy cánh tay của Đường Nhạc, hồn lực lưu chuyển mà hướng trong cơ thể hắn tìm kiếm. Nhưng Đường Nhạc cùng người bình thường không có gì khác nhau. Thật là không có hồn lực a. À, chứng nhãn pháp lợi hại như vậy sao? Ngươi học được từ lúc nào vậy?" Nhạc Khanh Linh truy vấn. Đường Nhạc nói, "Bí mật Nhạc Khanh Linh im lặng, nàng rất quen thuộc với tính cách của đường nhạc, những thứ hắn không muốn nói thì dù có hỏi thế nào cũng không được. Sáng sớm, khi luồng ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống tử La Thành, Nam Trừng cũng là tỉnh dậy từ trong cơn mê ngủ. Nàng dùng mình một cái, vội vàng đứng lên mà thì thào lẩm bẩm, đáng chết, làm sao lại ngủ ở đây. Hiên Vũ, nàng nhanh chóng quay lại mà nhìn về phía phòng trọng chứng giám hộ. Làm Hiên Vũ vẫn như trước nằm ở trên giường bệnh, nhìn qua cũng không có thay đổi gì, Mấy ngày nay Nam Trừng cũng đã học được cách nhìn một ít dụng cụ rồi. Nàng nhìn thoáng qua những số liệu trên những thiết bị đó, cũng không có biến hóa gì lớn. Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng buông lỏng được vài phần, vuốt vuốt đỉnh đầu có chút đau, trên mặt lộ ra một nét cười khổ. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi a. À, đột nhiên, nàng nhìn thấy Lam Hiên Vũ đang nằm ở đó lại giống như động đậy một chút. Nam Trừng ngần người, sau đó cười khổ nói, ta xuất hiện ảo giác rồi sao? Nhưng vào lúc này, nàng phát hiện Lam Hiên Vũ lại động đậy một lát nữa, tay phải hắn vẫn ở dưới giường thì lúc này đột nhiên đặt lên bụng, hiện tại vẫn còn sờ trên bụng. Nam Trừng lập tức mở to hai mắt mà nhìn, sau đó nàng mừng rỡ kêu to: "Bác sĩ, bác sĩ mau tới." Khi bác sĩ đi đến phòng bệnh thì Lam Hiên Vũ đã đặt cả hai tay lên trên bụng rồi. Động đậy đã chứng minh hắn có cảm giác rồi, đây không phải là hiện tượng bình thường, có lẽ không bao lâu nữa hắn sẽ tỉnh lại. Bác sĩ cũng rất hưng phấn mà nói: Nam Trừng thấp giọng hỏi: "Bác sĩ, nếu như con ta tỉnh lại thì hắn có thể khôi phục bình thường không?" Bác sĩ nói: "Cái này còn không rõ ràng lắm, phải xem phản ứng sau khi tỉnh của hắn. Bởi vì là đại não bị thương, mà rất có thể chính là ý thức hải như lời của các hồn sư, cái này không phải ta có thể giải thích được rồi. Hoàn toàn chính xác là rất có thể sau khi tỉnh sẽ xuất hiện di chứng, hy vọng di chứng sẽ không quá nghiêm trọng." Ừm. Nam Trừng dùng sức gật đầu, có thể tỉnh lại là được, dù sao vẫn tốt hơn so với người sống thực vật. Mẹ Lam Hiên Vũ giật giật bờ môi, hắn suy yếu mà hô một tiếng, "Hiên Vũ." Nam Trừng lập tức kích động tới mức toàn thân run rẩy lên, sau đó nàng liền thấy Lam Hiên Vũ khó khăn mà mở hai mắt. Ý thức của Lam Hiên Vũ lúc này vẫn còn có chút mơ hồ, hắn mơ hồ nhớ rằng khi mình sợ hãi nhất thì hình như có một đạo kim quang sáp nhập vào ý thức của mình. Đạo kim quang kia bảo vệ lấy hắn, hơn nữa còn tiêu trừ tất cả ảo cảnh, lại cho hắn cảm thấy đặc biệt an toàn, sau đó hắn liền nghe được giọng nói của Nam Trừng mẹ đồng tử Lam Hiên Vũ dần có rút lại, cặp mắt to xinh đẹp kia cũng bắt đầu dần có thần thái. Hiên Vũ, Nam Trừng nhịn không được muốn nhào tới nhưng lại bị bác sĩ vội vàng ngăn cản. Nhân viên chăm sóc nhanh chóng tiến tới, bắt đầu kiểm tra cho Lam Hiên Vũ. Mẹ, con đói. Lam Hiên Vũ có chút suy yếu mà nói. Nam Trừng lập tức nín khóc mỉm cười, nói, tên tiểu tham ăn này, đói bụng là tốt rồi, mẹ sẽ đi làm cơn cho ngươi, làm đồ ăn thích nhất cho ngươi. Mẹ, Lam Hiên Vũ nhìn Nam Trừng mà cười cười, Nửa giờ sau, sau khi kiểm tra qua nhiều hạng mục, rốt cuộc Lam Hiên Vũ đã được chuyển rời đến phòng bệnh thông thường. Đúng vậy, hắn đã tỉnh lại, hơn nữa trước mắt còn không có dấu hiệu xuất hiện bất kỳ di chứng nào. Điều này không thể nghi ngờ là một tin vô cùng tốt. Nam Trừng đơn giản mà cho Lam Hiên Vũ uống chút cháo, sau đó gọi Lam Tiêu, tới cùng Nhi Tử rồi lại vội vàng về nhà nấu cơm cho Lam Hiên Vũ. Hiên Vũ, có cái gì không thoải mái không? Lam Tiêu khẽ hỏi. Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói, không có, con rất tốt. Ba, con thấy rất nhiều quái thú A, à, hình thể chúng rất lớn, nhỏ nhất cũng phải dài tới trăm thước, bọn chúng chiến đấu với rất nhiều người khổng lồ, đặc biệt đáng sợ. Ừ, hẳn là do ngươi đã bị chúng tinh thần trùng kích của tam nhãn ma viên, nên sau đó sinh ra phản ứng. Lam Tiêu suy nghĩ một chút rồi nói, chỉ cần hiện tại ngươi không có chỗ nào không thoải mái là tốt rồi, nghỉ ngơi thật tốt đi. Hiện tại cũng không nên điều động hồn lực, khôi phục thân thể cho thật tốt trước đã. Lam Hiên Vũ tỉnh lại, không thể nghi ngờ là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Lam Tiêu cũng mơ hồ đoán được, cái này cũng là vì Lam Hiên Vũ khác hẳn với thường nhân. Nếu như đổi Lam Hiên Vũ thành một người bình thường có cùng cấp bậc hồn lực như vậy, thì chỉ sợ mô phỏng khoang thuyền cũng không vào nổi. Chương 75 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio. Trước đó đã phải nằm trên giường bệnh hơn một tháng, thân thể Lam Hiên Vũ tất nhiên là sẽ có chút suy yếu đấy, nhưng lượng cơm ăn của hắn vẫn không có giảm chút nào. Ba ngày sau, hắn cũng đã khôi phục tuyệt đại bộ phận thể lực, bắt đầu không nằm yên nổi nữa rồi. Viện trưởng cùng các sư phụ đều đã đến xem qua hắn, sau khi xác nhận hắn không có việc gì thì tất nhiên là tất cả đều vui vẻ. Thu Vũ Hinh cũng đã nói việc hắn trúng tuyển lớp thiếu niên năng động cho hắn biết, nhưng hiện tại thì Lam Tiêu cùng Nam Trừng hiển nhiên là không muốn để cho Nhi Tử phải nghĩ quá nhiều về những thứ này, chờ hắn khôi phục triệt để rồi hãy nói. "Mẹ, con muốn xuất viện a." À? Nam Trừng đã không nhớ nổi đây là lần thứ mấy Lam Hiên Vũ đòi nàng như vậy. Nam Trừng tức giận nói, "Ở lại vài ngày đi." Ngươi còn cần phải điều dưỡng tốt hơn nữa, dù sao cũng hôn mê lâu như vậy đấy." Lam Hiên Vũ nói, "Thế nhưng ở nhà cũng có thể điều dưỡng a. À. Hơn nữa ở nhà so với ở đây tốt hơn nhiều. Mẹ, con không muốn ở lại bệnh viện." "Được rồi, được rồi. Mẹ đến hỏi bác sĩ, nếu như bác sĩ đồng ý để ngươi xuất viện thì ngươi liền có thể xuất viện thực ra." Thì Nam Trừng đã sớm hỏi qua rồi, dựa theo bác sĩ kiểm tra thì đúng thật là Lam Hiên Vũ đã có thể xuất viện, nhưng nàng một mực lo lắng nên mới để hắn ở lại đây thêm vài ngày. Đúng lúc này, hộ sĩ đẩy cửa vào, cầm trong tay một cái túi giấy. Nam phu nhân, đây là bưu kiện của các ngươi. Hộ sĩ đem túi giấy đưa cho Nam Trừng, nói, có điều cái bưu kiện này có chút kỳ quái, chỉ viết dãy số phòng trọng chứng giám hộ của Hiền Vũ lúc trước, không có ghi tên. Hà, chẳng lẽ là do Thiên La Học Viện gửi đến hay sao? Nam Trừng nhíu mày, sau đó xé bưu kiện, lấy ra đồ vật bên trong, đó là ba chương tạp phiến dày mỗi tấm đều có tới cỡ nửa bản ghi phía trên có thiếp vàng lạc ấn chế tác vô cùng hoa lệ hơn nữa còn có dấu ân chứng thực thân phận vé vào cửa buổi hòa nhạc của nhà công tử hộ sĩ đột nhiên hét lên một tiếng sau khi nàng kêu ra tiếng mới ý thức tới việc chính mình thất thố nhưng ánh mắt nàng nhìn về phía nam chừng đã thay đổi hoàn toàn nam chừng cũng có chút ngẩn người vé vào cửa buổi hào nhạc của nhà công tử tình huống như thế nào đây đây chẳng lẽ là lam tiêu mua Thế nhưng Lam Tiêu cũng không có nói với nàng chuyện này a. À. Oa, wow, thật lợi hại, còn giống như là vé vào hàng phía trước. Nam phu nhân, ngươi là thế nào mà mua được vậy? Ngươi biết không, mấy ngày nay, tất cả khán giả meca hát tại tất cả những thành phố lớn Thiên La Tinh đều muốn điên cuồng, bởi vì nhà công tử hát đầu ca khúc mới trong buổi hòa nhạc đầu tiên tại Thiên La Tinh, cái bài hát kia là siêu cấp êm tai đấy. Khán giả Thiên La thành thật sự là quá hạnh phúc rồi. Tiếp theo chính là Tử La thành chúng ta, hình như là đêm mai a. Vé vào đã bán hết từ mấy tháng trước rồi, như thế nào mà bây giờ ngươi vẫn còn có thể bắt được vé vào cửa vậy? Nam Trừng cũng rất buồn bực, ai gửi đến đây vậy? Có thông tin gì không? Hộ sĩ lắc đầu, không có tin tức của người gửi kiện là loại bưu kiện che giấu tất cả. Nhưng vô luận là ai gửi đến thì cũng tuyệt đối là đại hảo sự A. À. Đây chính là buổi nào nhạc của nhà công tử đó nha. Nhịp tim của Nam Trừng cũng có chút gia tốc, nàng ưa thích nhà công tử đã không phải một ngày hay hai ngày rồi mà từ khi nhà công tử xuất đạo đến nay nàng vẫn chú ý tới hắn, nhưng muốn nói tới việc nhìn buổi hòa nhạc thì cho tới bây giờ nàng cũng không nghĩ tới, bởi vì vé vào của buổi hòa nhạc rất là đắt. Không nghĩ tới mộng tưởng lại thực hiện được nhanh như vậy, hiện tại lại có ba tấm vé xuất hiện ở trước mặt nàng. Mẹ, là nhà công tử sao? Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Ừm, là đây. Không biết là ai hảo tâm như vậy, lại đưa chúng ta vé vào cửa. Tốt rồi, trước hết mẹ phải đi làm thủ tục xuất viện cho ngươi đã. Vâng. Lam Hiên Vũ thuận lợi xuất viện, tất cả nhìn qua cũng đã trở về quỹ đạo, mà chuyện cả nhà hắn gặp phải đầu tiên chính là buổi hòa nhạc của nhà công tử. "Hiên Vũ, tình huống thân thể bây giờ của ngươi có thể đi xem buổi hòa nhạc không?" Nam Trừng có chút bận tâm mà nhìn nhi tử. Lam Hiên Vũ nói, "Mẹ, có thể đấy, ta rất tốt. Ta chính là hồn sư đó nha." Hắn vừa nói vừa nâng nâng tay trái. Hắn không có đem ngân văn Lam ngân thảo phóng xuất ra, mà lại trực tiếp tại ngưng tụ ra một cây băng trùy. Vậy được rồi thật sự là mẹ rất vui, có thể đi xem buổi hòa nhạc của đường nhạc nữa nha. Nam Trừng cười thỏa mãn nói. Trải qua hơn một tháng dày vò, Nhi Tử thật vất vả mà khôi phục lại rồi, nàng cũng đã có thể buông lỏng rất nhiều, hơn nữa lại có thể tới xem buổi hòa nhạc của nhà công tử, nên tâm tình của Nam Trừng đã tăng vọt rất nhiều. Lam Hiên Vũ hì hì cười một tiếng, mẹ, vậy là mẹ thích nhạc công tử hơn hay là thích ba hơn đây? Nam Trừng mà gõ lên đầu Lam Hiên Vũ, đương nhiên là, Lam Tiêu từ bên ngoài tiến đến thăm dò, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn nàng. Ưa ừ, thích ba người nhiều hơn một chút rồi. Nhà công tử là thần tượng, không phải người yêu. Thần tượng là dùng để thưởng thức, người yêu mới là dùng để yêu đấy. Nam Trừng khẽ cười nói. Lúc này Lam Tiêu mới hài lòng quay về. Nam Trừng hướng nhi tử làm cái mặt quỷ, chính mình lại nở nụ cười. Buổi hòa nhạc của nhà công tử tại Tử La Thành. Khoảng cách bắt đầu buổi hòa nhạc còn có 2 giờ, bên ngoài đã là muôn người đổ xô ra đường, không chỉ là những người có vé vào cửa, mà còn có rất nhiều người không có mua vé cũng phải tới xem thế nào. Gia đình Lam Hiên vũ đỗ xe ở cách bãi đỗ khá xa rồi đi bộ tới, bởi vì người thật sự là quá đông, lái xe tới đây quả thực là có chút khó khăn. Thật sự là phiền toái a. À. Trừng Trừng, lần sau chúng ta đừng tới xem tận mắt như vậy nữa được không? Lam Tiêu có chút bất đắc dĩ mà nhìn một đám người không thể trông thấy phần cuối. Nam Trừng quay đầu trừng mắt hắn một cái, ta yêu thích tới như vậy mà ngươi còn không ủng hộ sao? Lam Tiêu giang tay ra mà nói, nhưng một chút yêu thích ta cũng không có. Nam Trừng nói, thứ người yêu thích chính là ta cùng nhi tử, có chúng ta ngươi còn muốn yêu cái gì nữa? Ngươi thắng. Xếp hàng tuyệt đối là một việc rất khổ sở, may mắn là bên chủ sự của buổi hòa nhạc vẫn rất có kinh nghiệm về phương diện duy trì trật tự, nên quá trình vào vẫn là vô cùng thuận lợi. Thật vất vả mới đến phiên gia đình Lam Hiên Vũ, Nam Trừng đem phiếu vé đưa tới, nhân viên công tác tiếp nhận phiếu vé rồi nhìn thoáng qua hắn kinh ngạc mà nói cái phiếu vé này của ngươi không đúng rồi a à? nam chừng sững sờ nàng vội la lên không đúng như thế nào không đúng rõ ràng viết là vé vào cửa buổi hòa nhạc nha trong nội tâm nàng đột nhiên nghĩ đến một khả năng cái này không phải là có người cố ý gây trò đùa dai chứ bọn hắn đã phải xếp hàng rất lâu mới đến lượt đấy cái này nếu là trò đùa thì thực là quá ghê tởm cái phiếu vé này của ngươi không phải kiểm phiếu ở chỗ này đây chính là vé khách quý, có thông đạo chuyên môn kiểm phiếu không cần xếp hàng. Để ta dẫn mấy vị qua đó. Nhân viên công tác kính cẩn nói. Nhà công tử bây giờ đã là minh tinh chạm tay có thể bỏng, người có thể có được vé khách quý buổi hòa nhạc của hắn, thì hẳn không phải là người bình thường. Sau khi gã nhân viên này, dặn do đồng nghiệp tiếp tục kiểm vé thì vội vàng đi phía trước mà dẫn đường, mang theo gia đình Lam Hiên Vũ đi tới một phương hướng khác. Nam Trừng có chút không rõ, vé khách quý. Vé khách quý bao nhiêu tiền kia mà, không đúng, hình như có tiền cũng mua không được a, à, lại có người cho mình vé khách quý. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Liệu phải là bổn viện thiên la học viện vì đền bù tổn thất mà cho hay không? Làm tiêu nghĩ tới một khả năng. mươi 76 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio. Ánh mắt nam chừng sáng lên, thật là rất có khả năng, đoán chừng là họ thấy chúng ta, cũng không cần tiền nên đã nghĩ muốn từ phương diện khác mà đền bù tổn thất. Lão công, ta đã có chút hối hận, chúng ta hẳn là cần khoản tiền kia đấy, Hiện tại nhi tử cũng đã không sao, người nói chúng ta có nên bắt đền bọn hắn. Làm tiêu có chút bất đắc dĩ gật đầu, đợi tới khi trở về rồi hãy nói a, à, phía học viện hẳn là sẽ cho chúng ta một cái công đạo đấy, dù sao cũng tạo ra chuyện lớn như vậy. Vé khách quý quả nhiên là có một thống đạo chuyên môn kiểm phiếu, cửa vào rất nhỏ, không để người chú ý, nhưng sau khi bọn hắn vào cửa, thấy trên mặt đất phủ thảm đỏ, một đường đi về phía trước, trực tiếp tiến vào trận trong sân, khi gia đình Lam Hiên Vũ một nhà tìm được vị trí thì đã kinh hỉ phát hiện, chỗ ngồi của bọn hắn vậy mà ngay hàng thứ hai. Hơn nữa, ở đây còn rộng rãi hơn chỗ ngồi khách quý của một bữa tiệc, còn có một bình nước cùng một túi giấy. Trong túi giấy rõ ràng là một cái mô hình, chính là mô hình của nhà công tử, một thân màu bạc hoa phục, tóc màu lam, thập phần xuất khí. Hàng thứ hai, tuyệt quá a à. Nam Trừng kích động mà bắt lấy tay Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ xếp hàng xong thì đã có chút bực bội rồi, mẹ, có đẹp như thế không? Ta mệt rồi, ta ngủ trước một lát. Nam Trừng cả kinh, Hiền Vũ, ngươi không có gì không thoải mái chứ? Không có á, mẹ yên tâm đi. Làm Hiền Vũ tựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt lại. Tinh thần của hắn đúng là còn không có hoàn toàn khôi phục, tinh thần chi hải bị trùng kích vẫn là rất nghiêm trọng đấy. Buổi hòa nhạc không còn chỗ ngồi, việc vào bàn mất tới hơn một giờ. Sau khi kiểm vé hết thì trong sân bãi đã không còn chỗ trống, riêng nhân viên trong tràng bảo an đã có hơn mấy trăm người, các vị khán giả tôn kính buổi hòa nhạc đã sắp bắt đầu mời mọi người giữ yên lặng để chúng ta cùng thưởng thức tiếng ca của nhạc công tử tiếng quảng bá vang lên toàn trường cũng yên tĩnh trở lại ánh mắt mọi người đều tập trung lên trên khán đài một đạo cường quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống chiếu rọi tại giữa khán đài tiếng âm nhạc vang lên âm hưởng tuyệt hảo hai mắt nam chừng như tỏa ánh sáng mà nhìn lên khán đài nàng tại hàng thứ hai là có thể đủ thấy sân khấu một cách rõ ràng Lam Tiêu cũng mang theo một chút hiếu kỳ mà nhìn về phía sân khấu. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh chậm rãi từ trên trời giáng xuống, nương theo đạo thân ảnh cùng xuống còn có tiếng ca dễ nghe kia. Thân ảnh của nàng sớm đã mơ hồ, phảng phất đã trải qua muôn đời luân hồi. Thanh âm của nàng dường như rõ ràng, đã từng bao nhiêu lần tại bên tai vang vọng. Khí tức của nàng như lan như xạ, dù là qua thiên thu muôn đời cũng như trước tại ta chóp mũi quanh quẩn. Tay của nàng mềm mại mà thon dài, nàng tồn tại địa phương vĩnh viễn là ta tốt nhất cảng. Tiếng ca dễ nghe, mang theo ưu thương nhàn nhạt, mang theo tâm tình chấn động, vang vọng ở khắp sân bãi. Lam Hiên Vũ đã ngủ cũng chậm rãi tỉnh lại. Hắn chỉ cảm thấy tiếng ca kia rất dễ nghe, không tự chủ được đem ánh mắt lên phía khán đài. Hôm nay nhà công tử vẫn như trước là một thân lễ phục màu bạc, tóc xanh tung bay sau đầu, nhìn ở khoảng cách gần càng có thể thấy tướng mạo của hắn càng thêm tuấn mỹ, tại sân khấu, ngọn đèn chiếu dọi xuống, chỉ có thể dùng hoàn mỹ vô khuyết để hình dung nhất là cái khí chất u buồn kia lại càng làm cho những khán giả nữ trở nên trầm mê trong này tất nhiên cũng tính cả nam chừng khi lần đầu tiên nàng nhìn thấy nhạc công tử thì hô hấp cũng muốn đình chỉ khuôn mặt ửng hồng cùng những tiểu cô nương kia cũng không có gì khác nhau quá đẹp trai xuất sắc rồi thật là quá đẹp trai xuất sắc rồi thanh âm còn êm tai tới như vậy tiếng ca của nhạc công tử cứ vang vọng ở đây kéo dài không thôi một bài niệm đã mở ra nội tâm của vô số người Rốt cuộc Nam Trừng cũng đã hiểu vì cái gì nhiều nghe qua buổi hòa nhạc đều nói, cảm giác nghe ở hiện trường là hoàn toàn khác. Đó là chân chính tâm linh va chạm a. Dường như tiếng ca kia không phải vang lên bên tai, mà là đang vang lên từ trong nội tâm vậy. Thân là một hồn sư lục hoàn hồn đế, nàng tự nhận tâm thần mình đã đầy đủ kiên định, thế nhưng trong tiếng ca của nhà công tử thì căn bản là không có bất kỳ phòng tuyến gì có thể cố thủ, rất dễ dàng đắm chìm, say mê trong đó đừng nói là nàng, coi như là Lam Tiêu, lúc này cũng đã bị tiếng ca làm cho rung động. Hắn dường như về tới thời gian tâm tình cô tịch khi thăm dò vũ trụ lúc trước, về tới thời điểm nhớ thương người nhà nhất, thật là êm tai a. À. Lam Hiên Vũ mở to mắt mà nhìn nhà công tử, không biết vì cái gì, hắn có một loại cảm giác đặc biệt ấm áp. Hắn cứ nhìn nhà công tử là sẽ sinh ra loại cảm giác này, là sẽ muốn thân cận với nhà công tử. Một khúc hoàn tất, toàn trường lặng ngắt như tờ suốt 10 giây. Sau một khắc, tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô, phảng phất như muốn lật tung trọn cái sân bãi vậy. Nhà công tử khẽ gật đầu thăm hỏi. Không biết vì cái gì, Nam Trừng đột nhiên cảm thấy ánh mắt của hắn có vẻ như đang nhìn lướt qua hướng mình. Chẳng qua là một cái nhìn, nàng liền cảm thấy hô hấp của mình trở nên rồn rập. Thủ hộ thời gian thủ hộ ngươi. Vạn chúng hô to, la lên câu khẩu hiệu thuộc về bọn hắn. Mà trên thực tế, cũng chính bởi vì câu khẩu hiệu này mà công ty quản lý đã đổi tên ca khúc mới này, thành chính câu nói đó, Đường nhạc khẽ không người hướng dưới đài thăm hỏi, sau đó hắn giơ tay lên, ý bảo mọi người im lặng. Trước một khắc, những khán giả còn đang thập phần cuồng nhiệt rất nhanh liền an tĩnh lại. Cảm ơn các ngươi đã yêu thích, nhưng hôm nay, ta chỉ nghĩ hát một lần niệm. Phía sau sẽ là thủ hộ thời gian thủ hộ ngươi. Đồng thời, ta cũng muốn mời một vị khán giả tới phối hợp với ta hoàn thành bài hát này. Lời vừa nói ra, toàn trường là một mảnh xôn xao. Phối hợp nhà công tử biểu diễn. Nhà công tử trở nên bình dị gần gũi như vậy từ lúc nào rồi hả? đây chính là nhạc công tử vô cùng cao lạnh đó nha nhưng mà điều này thật sự là thật là làm cho người ta kích động nhưng đây quả thực là có chút không giống hắn a à. ta một nữ hài tử đã kích động mà nhảy dựng lên trong chốc lát hầu như tất cả khán giả nhất là những khán giả nữ đều xôi trào nhạc công tử muốn biểu diễn chính là thủ hộ thời gian thủ hộ người mời người phối hợp biểu diễn chẳng phải là muốn biểu diễn cùng với người đó sao đây là việc tuyệt vời gì chứ đây quả thực là phúc lợi cực lớn a à? trong lúc nhất thời toàn trường trở nên xôi chào mà ở hậu trường nhạc khánh linh đã sợ tới ngây người bởi vì đó cũng không thứ đã sắp xếp trước đấy bên chủ sự cũng đồng dạng là thập phần khiếp sợ trang tử kiến gần như vọt tới phía nhạc khánh linh nhạc đại diện tại sao trước đó không có nói cho chúng ta biết cái này là có thể làm ăn lớn a công ty quản lý của các ngươi chuyên nghiệp như vậy làm sao lại bỏ qua cơ hội tốt như thế này cuối cùng là tình huống như thế nào Lần tới có thể nói sớm cho chúng ta một lát hay không, để cho chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Cái danh ngạch này thậm chí có thể dùng để đấu giá đấy. Dùng sức ảnh hưởng của nhà công tử bây giờ nhất định có thể đánh ra một cái giá, trên trời, nếu đem số tiền đấu giá quyên tặng ra ngoài làm từ thiện, thì đối với danh tiếng của nhà công tử cũng là có lợi thật lớn a. À, Nhạc Nhà Khanh Linh quay đầu nhìn về phía Trang Tử Kiến, Trang Tổng, nếu ta nói rằng đó là hành vi do ý tưởng đột phát của nhà công tử, căn bản là ta cũng không biết, ngươi tin hay không, Trang tử kiến càng thêm chấn kinh, cái này cái này được rồi, theo hắn A, à, dù sao người xem thích là được. Đại diện nhạc, xử lý hoạt động với các ngươi thật, là làm cho tim của ta có chút chịu không được A. À. May là hôm nay hắn không có đột nhiên biến mất. Nhạc Khanh Linh cũng cười, Trang Tổng, người tin hay không, hiện tại đám khán giả cong đang ước gì hắn bỏ hiện trường đây. Nói như vậy, nói không chừng hắn sẽ lại mang về một đầu ca khúc mới. Trang tử kiến vội vàng khoát tay, đừng, đừng, tim của ta thật sự chịu không được, ngày đó ta trở về thiếu chút nữa nhồi máu cơ tim. Ta lớn tuổi rồi, chịu không được kích thích quá lớn, không thể so với các người A. À. Như vậy, ta đến chọn một vị khán giả. Giọng nói của nhà công tử lần nữa vang lên, thỉnh mọi người im lặng một lát, cảm ơn. Chương 77 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio. Lúc này toàn trường mới miễn cưỡng an tĩnh lại một chút, nhưng ánh mắt của những khán giả nữa lập tức đều trở nên hung hăng không hề nghi ngờ, vô luận ai là người may mắn thì nhất định cũng sẽ là người bị tất cả nữ sĩ ở đây ghen ghét. Đồng thời, các nàng cũng đều cầu nguyện mình có thể được chọn chúng. Mỗi người đều khẩn trương mà nắm chặt nắm đấm, đều mong đợi giờ khắc này đến với mình. Ánh mắt nhà công tử chậm rãi mà đảo qua phía dưới, mỗi khi hắn nhìn tới nơi nào là nơi đó sẽ chuyển đến một mảnh thanh âm huyên náo. Tất cả mọi người đều nâng cánh tay thật cao, sợ nhà công tử không thấy mình. Nam Trừng cũng rất khẩn trương, nhưng lại mang theo vài phần chờ đợi. Nàng vẫn nhớ rõ, lúc trước nhà công tử đã nhìn qua hướng nàng, hơn nữa, hình như người hắn nhìn chính là mình. Cái này nếu hắn chọn chính là mình, liệu lão công có ghen hay không đây? Nam Trừng len lén liếc Lam Tiêu một cái, mà ánh mắt Lam Tiêu lúc này vẫn còn trên người nhà công tử, căn bản là hắn cũng không có chú ý tới nàng. Lam Hiên Vũ thì là vẻ mặt hiếu kỳ, căn bản không biết rõ đây là có chuyện gì, khi ánh mắt nam chừng quay lại trên đài thì nàng lập tức có loại cảm giác trái tim muốn ngừng đập bởi vì nhà công tử đang nhìn về hướng nàng hắn hắn đang nhìn ta sao lúc này tâm tình của nam Trừng đã níu chặt mà ánh mắt của nhà công tử cũng đã ngừng lại còn lần này nam chừng gần như đã có thể cảm nhận được trong mắt màu lam trong suốt kia lại còn nhìn mình chằm chằm cái này cái này chẳng lẽ chẳng lẽ thật sự là ta sau đó nhà công tử động thân hắn chậm rãi mà bước về phía trước đi đến cuối sân khấu trong tiếng kinh hô của khán giả hắn liền như vậy nhảy xuống từ trên khán đài sau đó liền hướng tới phía nam trừng mà đi không có biện pháp hít thở không có biện pháp hít thở a à. nam trừng rất nhanh nắm chặt hai tay phản ứng đầu tiên của nàng là quay đầu nhìn về phía lam tiêu lão công nếu như là ta ngươi lúc này lam tiêu cũng phát hiện ra thứ không bình thường bởi vì nhà công tử vậy mà đi tới phía bọn họ Tất cả khán giả đều đưa tay muốn chạm đến hắn, nhưng không biết vì cái gì mà ai cũng không thể tiếp cận hắn trong phạm vi một mét. Cái này cái này. Người làm tiêu cũng không biết nên nói cái gì nữa. Thế nhưng có chút kỳ quái là, đối mặt với nhà công tử, hắn lại không thể sinh ra được tâm tình ghen ghét. Có lẽ là do vị nhà công tử này thật sự là quá anh Tuấn A. À, tới gần, tới gần, thật sự tới gần rồi. Nam Trừng đã vì kích động mà đỏ bừng mặt. Đây chính là nhà công tử nha khoảng cách càng gần nàng càng có thể cảm nhận được khí chất đặc thù trên người hắn một cách rõ ràng hai mắt nam chừng đã không tự chủ được mà như tỏa ánh sáng mà theo việc nhà công tử tiếp cận những người xung quanh cũng đều chăm chú mà nhìn tới hướng nàng trong ánh mắt họ tràn đầy sự ghen ghét cùng không cam lòng nhưng mà đây là lựa chọn của nhà công tử a à. gia đình lam hiên vũ ngồi ngay tại hàng thứ hai cho nên rất nhanh nhà công tử đã tới rốt cuộc khi hắn đi tới bên người nam chừng nàng đã vô thức mà đứng lên ở chỗ này chỉ có mỗi mình là nữ thôi a à. Cảm ơn." Nhà công tử khẽ gật đầu với Nam Trừng, sau đó hắn liền bước ngang qua trước người Nam Trừng. Nam Trừng ngây dại, những người chung quanh cũng ngây dại, Nam Trừng đột nhiên hiểu ra, một tiếng cảm ơn kia hình như là cảm ơn mình đứng lên nhường đường cho hắn, dù sao thì không gian giữa mỗi hàng ghế đều có hạn đấy. Thế nhưng bên cạnh mình không còn ai là nữ mà. A, à, không phải hắn muốn cho Lam Tiêu lên đài với hắn chứ? Chẳng lẽ người nhà công tử muốn lựa chọn không phải nữ sao? Đúng lúc này, nàng phát hiện nhà công tử dừng lại bên cạnh mình, sau đó hắn cúi người, mỉm cười nói, "Có thể mời ngươi giúp ta lên đài diễn không?" Nam Trừng quay đầu nhìn lại, lập tức hôn mê rồi. Mục tiêu của nhà công tử lại không phải Lam Tiêu, mà là một người nàng vẫn một mực không để ý đến, Lam Hiên Vũ. Vì dáng người của Lam Hiên Vũ thấp bé, gần như cả người hắn đều bị hàng ghế phía trước chắn lại, từ trên đài thậm chí rất khó nhìn thấy được hắn. Lam Hiên Vũ cũng có chút sững sờ, sau đó nói, người mời mẹ ta lên đi, mẹ ta rất là ưa thích người đó. Hắn vừa nói vừa giơ ngón tay chỉ chỉ Nam Trừng. Cảm giác hạnh phúc cực lớn đập vào mặt, lúc này Nam Trừng thật muốn đem nhi tử ôm lấy mà hôn hết sức. Nhưng nhà công tử lại lắc đầu, không, ta chỉ muốn mời ngươi, có thể chứ. Trong mắt màu lam trong suốt của hắn chăm chú mà nhìn Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ ngẩn người, không biết vì cái gì, nhưng hắn lại phát hiện mình không có cách nào để cự tuyệt nhà công tử. Hắn vô thức gật gật đầu, Nhà công tử rất tự nhiên mà vươn tay bế Lam Hiên Vũ lên. Trong nháy mắt Lam Hiên Vũ bị hắn ôm lấy đó, hắn chỉ cảm thấy có một loại cảm giác rất an toàn. Tuy rằng hắn cảm thấy nhà công tử rất lạ lẫm, nhưng đối với cái cảm giác an toàn này lại thấy đặc biệt thân thiết, tự hồ chỉ có trên người Nana lão sư mới cảm thụ qua. Đối với Nana lão sư, hắn có một cảm giác muốn chủ động thân cận, mà đối với nhà công tử trước mắt này hắn lại có một cảm giác đặc biệt an tâm. Nhạc công tử nở nụ cười, trong nháy mắt này, phần u buồn kia của hắn tự hồ cũng biến mất, đó là một vẻ tươi cười phát ra từ nội tâm. Sau đó, hắn khẽ gật đầu với Lam Tiêu cùng Nam Trừng, rồi cứ như vậy mà ôm Lam Hiên Vũ lên sân khấu. Vừa rồi hắn nhìn không phải ta, vẫn luôn là Hiên Vũ sao? Mị lực của Hiên Vũ, thậm chí ngay cả nhà công tử cũng bị hấp dẫn sao? Nam Trừng có chút khó hiểu. Đúng lúc này, bên người nàng truyền tới một thanh âm diễu cợt, xem ra, có vài người là đang suy nghĩ nhiều nha. Nam Trừng đột nhiên quay đầu, nàng hung dữ mà nhìn về phía Lam Tiêu, "Đêm nay, không, phải là một tuần, ngươi ngủ phòng khách." Ta Lam Tiêu bất đắc dĩ, lại cảm thấy càng thêm buồn cười rồi. Lúc này, những người xem khác tự nhiên cũng đều thấy nhà công tử từ ôm một đứa bé lên từ thính phòng. Cứ việc lúc này, trong nội tâm những khán giả nữ đều nghĩ người hắn ôm phải là ta mới tốt, nhưng các nàng vẫn vô thức mà nhẹ nhàng thở ra, bởi vì ôm đứa bé vẫn tốt hơn nhiều so với việc hắn ôm một cô gái lên a nhà công tử ôm Lam Hiên Vũ tới khán đài, ngọn đèn chiếu rọi trên người bọn họ, mà khuôn mặt của Lam Hiên Vũ cũng đã hiện ra trước mắt khán giả. Qua, wow, nhà công tử rất biết chọn nha, đứa bé này cũng rất đẹp nha. Ồ, oh, các người có phát hiện hay không, hắn có chút điểm giống với nhà công tử kia chẳng qua là màu tóc cùng màu mắt hơi khác. Thật sự là rất đẹp, nói không chừng khi hắn trưởng thành cũng soái giống nhà công tử à. Nhạc công tử anh tuấn như vậy, thế nhưng Tiểu Hiên Vũ cũng tuyệt không chênh lệch, bị nhà công tử ôm vào trong ngực, hắn cũng không có chút cảm giác không tốt nào, nhìn qua giống như là người một nhà. "Cảm ơn ngươi." Nhà công tử mỉm cười mà nói với Lam Hiên Vũ. Hắn phát hiện khi mình ôm lấy đứa bé này, trong nội tâm cảm thấy thập phần an ổn cùng hạnh phúc. Tiếng âm nhạc vang lên, nhạc đệm được tạo ra vài ngày sau khi hắn hát ca khúc đó, nếu không thì buổi hòa nhạc thứ hai này cũng sẽ không bị trì hoãn vài ngày như vậy. Tiếng âm nhạc vang vọng, toàn trường một lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Nhà công tử không có nhìn xuống khán đài, hắn chỉ là nhìn đứa nhỏ rất đẹp trong ngực mình. Chương 78 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio. Ngóng nhìn thời gian, ngóng nhìn đến lại là tâm linh của mình. Thời gian trong nháy mắt vung lên, nói không hết suy nghĩ nỗi buồn ly biệt. Câu đầu tiên hắn hát thập phần nhu hòa. Ánh mắt của hắn không còn u buồn, mà là rất chăm chú, chăm chú nhìn đứa nhỏ trong ngực. Lam Hiên Vũ nghe có chút mơ hồ, nhưng hắn cảm thấy ánh mắt của nhà công tử là cực kỳ chân thành, mà ở trong sâu thẳm đôi mắt màu lam kia, có vẻ như còn có sự bi thương không nói ra được. Thời gian trong hy vọng, thường thường đến từ trong lơ đãng, có lẽ chỉ lập tức thoáng nhìn, liền làm cho lòng người ta chập chờn. Nhà công tử nở nụ cười, nụ cười của hắn hình như chỉ có lúc đối mặt đứa bé này mới xuất hiện. Vẻ tươi cười ấm áp kia làm toàn thân Lam Hiên Vũ đều có loại cảm giác ấm áp từ khi tỉnh lại làm hiền vũ vẫn luôn có cảm giác mỏi mệt luôn cảm thấy đại não hỗn loạn đấy nhưng giờ khắc này trong tiếng ca của nhà công tử loại cảm giác này lại dần dần biến mất tư duy trở nên rõ ràng càng hơn nữa là cảm giác tinh thần phấn khởi đó là thời gian trong quen thuộc là không hiểu kêu gọi nó dẫn dắt đến ta đi tìm kiếm hy vọng thanh âm của nhà công tử nhẹ thêm vài phần trong mắt khán giả thì đối với nhà công tử hy vọng chính là đứa bé trong ngực hắn kia hy vọng tiến đến nhưng lại hơi có sợ hãi, muốn chạm đến nhưng lại sợ mất đi. Hy vọng tiến đến, mang đến chính là mừng rỡ cùng tương lai. Thời gian sẽ bổ sung năng lượng cho hy vọng ngay lập tức. Tanh âm của nhà công tử càng trở nên du dương, nhưng có vẻ như sự u buồn của hắn lại lần nữa trở về. Hy vọng của ta đã đến, nhưng ta lại không biết giải quyết thế nào. Nhưng ta không dám đi động chạm, e sợ hy vọng phá diệt. Tự hồ Lam Hiên Vũ đã biến thành chân bảo của hắn, hắn không muốn, không đành lòng không nguyện ý để cho thời gian tốt đẹp này cứ như vậy mà chấm dứt. Thời gian trong hy vọng, xin ngươi bồi bạn ta, không nên rời bỏ ta mà đi, thà rằng vĩnh viễn không chính thức đem nó mở ra. Thời gian trong hy vọng, xin ngươi nói cho ta biết, cuối cùng là vì sao? Vì cái gì cái kia phần quen thuộc dường như nguyên ở viễn cổ. Tiếng ca vang vọng, Lam Hiên Vũ cũng có chút đắm chìm trong đó rồi, hơn nữa, hắn mơ hồ cảm thấy cánh tay của nhà công tử ôm hắn thật chặt như sợ mất đi hắn vậy. Một khúc chấm dứt toàn trường yên tĩnh. Nhà công tử cúi đầu xuống mà khẽ hôn lên trán Lam Hiên Vũ, hắn lẩm bẩm, thủ hộ thời gian, thủ hộ Lam Hiên Vũ ngây ngô đấy không biết vì cái gì, lúc này trong cơ thể hắn tự hồ có một cảm giác đặc biệt bộc phát lên, vòng xoáy mà Nana thành lập trong cơ thể hắn đột nhiên kịch liệt xoay tròn, nhưng hai năng lượng màu vàng cùng màu bạc lại không còn bài xích lẫn nhau, mà trở nên giao hòa. Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm thấy hồn lực của mình đã tăng lên trong nháy mắt này. Tiếng vỗ tay vang lên. Lần này, không có hoan hô, chỉ có tiếng vỗ tay, Nhà công tử tự hồ là đang dùng bài hát này nói cho tất cả mọi người, chúng ta thủ hộ không chỉ là người yêu của mình, còn có người ngươi. Thủ hộ thời gian thủ hộ ngươi, quý trọng thời gian, quý trọng tất cả những thứ bên người. Một ca khúc này, hôm nay lại bị hắn hát ra một hương vị khác. Nhà công tử đem Lam Hiên Vũ đưa về đến chỗ ngồi, nói, cảm ơn ngươi, tiểu bằng hữu, có thể nói cho ta biết ngươi tên là gì không? Ta là Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ mở chừng hai mắt, thúc thúc, ta thích ngươi, Nhạc công tử nở nụ cười, ta cũng rất thích ngươi, bởi vì ngươi đã cho ta hy vọng. Không hề nghi ngờ, buổi hòa nhạc này đã thành công lớn, nhất là khi nhạc công tử ôm Lam Hiên Vũ hát một ca khúc, đã để cho khán giả thấy được một mặt ôn nhu của hắn. Lam Hiên Vũ cũng chính trong bài hát này mà khôi phục khỏe mạnh. Mà phiền muộn duy nhất của cả nhà cũng chỉ có Lam Tiêu rồi, bởi vì từ đêm nay bắt đầu, hắn phải ngủ trên ghế sofa liên tục một tuần. Một tuần sau, trạng thái thân thể của Lam Hiên Vũ đã chuyển biến tốt đẹp, hắn lúc nhưng lúc này hắn lại gặp phải một vấn đề mới, đến tột cùng là, nên tiếp tục lưu lại phân viện tử La Thành hay vẫn tiến tới lớp thiếu niên năng động. Nam Trừng hiển nhiên là không hy vọng Nhi Tử lại tiến tới lớp thiếu niên năng động đấy, bởi vì bọn họ không chỉ rất cần tiến về Thiên La Thành, hơn nữa bổn viện Thiên La Học Viện đã từng tạo ra tổn thương cho hắn. Ai có thể chắc chắn về sau sẽ không tái xuất hiện vấn đề giống như trước đây. Mô phỏng khoang thuyền đúng là vẫn còn có tai hại đấy. Tại vấn đề này, suy nghĩ của Lam Tiêu cùng Nam Trừng sinh ra một ít khác nhau. Lam Tiêu cho rằng cần phải để cho nhi tử đi lớp thiếu niên năng động, bởi vì tài nguyên dạy học bất đồng, chất lượng nhất định sẽ có khác nhau, lớp thiếu niên năng động nhất định sẽ được tập trung toàn bộ tài nguyên tối ưu nhất của Thiên La học viện. Hiền Vũ, người muốn đi lớp thiếu niên năng động không? Nam Trừng hỏi. Mẹ, ta muốn đi. Lam Hiền Vũ không chút do dự mà đáp. Lam Tiêu ở bên cạnh mỉm cười mà nhìn Lam Hiền Vũ, và quyết định cuối cùng của vợ chồng hắn là để cho chính Lam Hiền Vũ tự quyết định. Nam Trừng có chút chưa từ bỏ ý định, vì cái gì muốn đi đây? Vì bảo hộ mẹ nha." Lam Hiên Vũ rất tự nhiên mà nói. Nam Trừng ngẩn người, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Lam Hiên Vũ tiếp tục nói, "Nếu như ta có thể lợi hại như Nana lão sư liền có thể bảo hộ mẹ rồi." Thật sự là đứa nhỏ tốt. Lam Tiêu tiến tới, một tay ôm lấy Lam Hiên Vũ bế lên. Mà lúc này Nam Trừng còn có thể nói cái gì đây? Lòng của nàng đã bị hắn hòa tan. Cuối cùng, cả nhà thống nhất tư tưởng, quyết định dọn nhà bởi vì liên quan đến điều động công việc cùng việc dàn xếp tại Thiên La Thành, gia đình Lam Hiên Vũ dùng trọn vẹn nửa tháng mới đi đến Thiên La Thành, chỗ này đối với bọn họ mà nói là có chút lạ lẫm. Nếu so sánh với tử La Thành, thì riêng diện tích của Thiên La Thành đã gần gấp 5 lần. Trung tâm du hành vũ trụ của nó là trong thành thị, hướng ra phía ngoài bức xạ, hình thành một hình sáu cạnh thật lớn, Thiên La Thành cũng vì vậy mà bị chia làm sáu khu vực lớn. Đây là nhờ sự xếp đặt thiết kế tốt từ lúc sơ kỳ của Thiên La Thành, Nghe nói, lúc trước người thiết kế rất lười, trực tiếp dùng màu sắc hồn hoàn mà phân 6 cái khu vực này, theo thứ tự là vùng bị tạm chiếm, hoàng khu, tím khu, hắc khu, hồng khu, cam khu. Chương 79 ủng hộ kênh qua haleyzy com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Nhưng 6 khu vực lớn của Thiên La Thành Lục không hề giống hồn hoàn, màu sắc bất đồng không đại biểu cho việc không ngang cấp, lục đại khu vực là bình đẳng, chẳng qua là chúng có những công năng bất đồng, vùng bị tạm chiếm chủ yếu là khu sinh hoạt khu cư trú hoàng khu là khu vực sinh sản rất nhiều nhà xưởng đều được thành lập ở chỗ này tím khu thì là khu vực giải trí có các loại phương tiện giải trí cửa hàng dạp chiếu phim hắc khu là khu chế độ quân nhân cảnh vệ và quân đội của thiên la thành thậm chí cả cảnh vệ và toàn bộ quân đội trọng yếu của thiên la tinh cũng trú đóng ở khu vực này tình huống trong hắc khu thì tất nhiên dân chúng bình thường sẽ không biết Hồng khu chủ yếu là khu vực chính phủ, bên trong có những phương tiện nguyên bộ, các loại ngành chính phủ đều ở đây. Văn phòng của trưởng quan hành chính đấu La Liên bang tại Thiên La Tinh cũng ở đây. Có thể nói, cơ cấu quyền lực cao nhất của Thiên La Tinh đều trong khu vực này. Mà cuối cùng, Cam khu chính là khu vực học viện, các loại học viện trung cấp, cao cấp đều ở đây. Bởi vì giao thông tiện lợi, hơn nữa những học viện trung cấp, cao cấp hầu như đều thực hành chế độ trọ ở trường, cho nên những đệ tử của toàn bộ Thiên La Thành, thậm chí rất nhiều thành thị xung quanh đều tới trường ở đây phân chia khu vực hợp lý làm cả thiên la thành ngay ngắn trật tự trong sáu khu vực lớn này tất nhiên cũng sẽ có sáu trung tâm lớn tựa như hắc khu với tư cách chế độ quân nhân bên trong hoàn toàn tự cấp tự túc quân nhân trừ phi chấp hành nhiệm vụ nếu không họ sẽ không đi tới khu vực khác mà cam khu cùng xung quanh là tuyệt không cho phép xuất hiện chỗ ăn chơi đấy sau khi gia đình lam hiên vũ tới thiên la thành thì nơi bọn hắn vào ở chính là hồng khu bởi vì lam tiêu cùng nam trừng đều được xem như nhân viên công tác của chính phủ nhất là sau khi lam tiêu thăng chức địa vị bọn hắn đã tăng lên rất nhiều đã là thượng tá hiện tại hắn được bổ nhiệm làm sở trưởng của phân viện sở nghiên cứu cổ hồn thú thiên la thành sau khi biết lam hiên vũ đã khôi phục thiên la học viện lập tức phái người đến đây liên lạc hơn nữa còn tìm chỗ kiểm tra thân thể tốt nhất cho hắn thiên la học viện còn tỏ vẻ tuy gia đình lam tiêu không tiếp nhận bồi thường nhưng tất cả chi tiêu của lam hiên vũ trong tương lai sẽ do học viện chi trả kể cả học phí cùng phí sử dụng các loại dụng cụ thiết bị thậm chí là các phí dụng phân phối cho cơ giáp việc này đối với cả nhà bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là đại hảo sự lam tiêu rất rõ ràng học phí của những học viện bình thường không đắt trước kia thậm chí trung cấp học viện là giáo dục bắt buộc và được miễn phí của liên bang nhưng đến cao cấp học viện thì không còn giống nhau cao cấp học viện nhất là những học viện liên quan tới cơ giáp và hồn đạo khí rất nhiều tài liệu đều phải do chính mình mua sắm đó cũng không phải là số lượng nhỏ làm tiêu cũng đã từng cảm thấy rất thích thú đối với cơ giáp chuyên nghiệp nhưng sau khi hiểu rõ hắn mới phát hiện những đệ tử ghi danh học cơ giáp chuyên nghiệp kia đáng sợ đến cỡ nào bọn hắn hoặc là siêu cấp thiên tài nhận được các loại học bổng hoặc là cực giàu có hoàn toàn tự trả tiền khi đó hắn đều không phù hợp với hai cái điều kiện này cho nên mới không thể không buông tha cho cơ giáp chuyên nghiệp hiện tại thiên La học viện lại tỏ vẻ dù tương lai Lam hiền vũ, học tập ngành nào thì học viện cũng đều chịu phí tổn cho hắn. Cái này không thể nghi ngờ rằng họ đã cho Lam Hiên Vũ thêm rất nhiều lựa chọn, đồng thời cũng giúp gia đình Lam Hiên Vũ tiết kiệm một số tiền lớn. Hết thảy giàn xếp cũng đã xong, sau khi Lam Tiêu cùng Thiên La học viện liên hệ tốt, lúc này mới mang Lam Hiên Vũ đến học viện báo danh. Lớp thiếu niên năng động đã khai giảng từ 2 tháng trước, không thể nghi ngờ, Lam Hiên Vũ tới đã chậm. Bồn viện của học viện Thiên La rất khác với phân viện tại Tử La Thành, khi Lam Hiên Vũ đi vào cửa học viện đã cảm nhận được điểm này một cách rõ ràng. Phân viện tử La Thành là ở trong một tòa nhà lớn, tuy những phương tiện và thiết bị bên trong cũng rất hoàn thiện, đủ để thỏa mãn việc dạy học hàng ngày, thế nhưng để so với bổn viện của Thiên La Học viện thì còn chênh lệch nhiều lắm. Bổn viện Thiên La Học viện có cổng trường cực lớn, những học viên súm lại phía tường quả thực như là đê đập. Từ đằng xa đã có thể thấy bên trong là lầu cao như rừng, quy mô của nó lớn hơn phân viện tử La Thành không biết bao nhiêu mà kể. Chúng ta đã đến, Hiên Vũ, về sau đây chính là chỗ học tập của ngươi, cũng có thể nói cái nhà thứ hai của ngươi." Mục Trọng Thiên mỉm cười nói. Từ sáng sớm Mục Trọng Thiên đã tới nhà Lam Hiên Vũ mà đón hắn tới học viện. Đệ tử bình thường đương nhiên sẽ không có tư cách này, nhưng tình huống của Lam Hiên Vũ quả thực là có chút đặc thù, học viện cũng vì bề ngoài coi trọng, hơn nữa, trong lòng Mục Trọng Thiên vẫn còn có ái náy nên hắn mới tự đến đây dẫn Lam Hiên Vũ đi nhập học. Có nắm dẫn đường, tự nhiên tất cả mọi việc sẽ càng thêm trôi chảy. Trong học viện có 3 khu vực là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, diện tích rất lớn. Trình thể số lượng lão sư của học viện chúng ta đứng đầu cả Thiên La Tinh. Mục Trọng Thiên giới thiệu, học viện chia làm 3 tầng. Chúng ta tới cổng trường rồi, phía trước là sơ cấp học viện, dạy học, nghỉ ngơi, học tập toàn bộ đều ở đây, tách khỏi hai khối còn lại. Phía sau là trung cấp học viện, diện tích của trung cấp học viện lớn gấp đôi sơ cấp học viện, bởi vì có một chút khoa mục dạy học cần những không gian rất lớn ở sau cùng là cao cấp học viện diện tích của nó lại càng lớn hơn nữa nó gấp 10 lần diện tích của sơ cấp học viện cộng thêm trung cấp học viện vì nó có cả hệ cơ giáp hệ chỉ huy chiến hạm cho nên nó cần có một không gian đầy đủ rộng lớn mục trọng thiên giới thiệu học viện rất kỹ càng hắn cũng không chỉ là nói cho lam hiên vũ nghe trên thực tế cũng là nói cho cả lam tiêu nghe đấy hắn chính là đang hướng lam tiêu tỏ vẻ các ngươi để hài tử tới nơi này học tập là lựa chọn rất chính xác hồn đạo ô tô lái vào cổng trường, dừng trước lầu dạy học, mục trọng thiên nói, quyền hạn của ta chỉ có thể lái xe đến đây. Lam tiên sinh, xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố hiên vũ thật tốt, vấn đề giống như trước tuyệt sẽ không xuất hiện lần nữa. Lam tiêu khẽ gật đầu, nói, vậy phiền toái ngài. Hiên vũ, chủ nhật ba sẽ tới đón người về nhà. Tốt. Ba, nếu ta nhớ ba mẹ thì gọi hồn đạo thông tin về được không? Lam hiên vũ mang vẻ mặt đáng thương mà nói, ở Thiên La Học Viện, vô luận là đệ tử cấp bậc gì cũng phải chọn ở trường đấy. lớp thiếu niên năng động cũng là như thế. Bình thường thì chủ nhật mới có thể về nhà một ngày, nhưng nếu trong thời gian tập huấn thì chưa hẳn có thể trở về. đương nhiên có thể. Lam Tiêu xoa đầu hắn, xuống xe, Lam Hiên vũ ngẩng đầu mà nhìn lầu dạy học cao lớn trước mặt, từ ngoài lầu dạy học là màu trắng, không có bất kỳ trang trí hoa lệ nào, làm cho người ta thấy một cảm giác nghiêm túc. Sau khi hướng Lam Tiêu cáo biệt, lúc này hắn mới theo sau Mục Trọng Thiên đi vào lầu dạy học. Có Mục Trọng Thiên cùng đi, việc báo danh, đăng ký và các thủ tục đều trở nên thập phần trôi chảy. Sau khi Lam Hiên Vũ nhận được đồng phục, Mục Trọng Thiên liền mang hắn đi xuyên qua lầu dạy học chính. Đằng sau là ký túc xá, chia làm hai khu vực, ký túc xá nam sinh cùng ký túc xá nữ sinh. Lúc này các học sinh hẳn là đều đang đi học. Ta mang ngươi đến ký túc xá trước, sau đó, từ xế chiều hôm nay ngươi sẽ bắt đầu chính thức đi học. Tất cả phân phối của lớp thiếu niên năng động các ngươi đều là tốt nhất. Bên trong lầu ký túc xá là tường trắng sạch sẽ, mặt tường trắng dùng những miếng kim loại và lớp sơn màu trắng tạo cho người ta một cảm giác nghiêm túc mà lạnh như băng. Tầng này là của lớp thiếu niên năng động các ngươi đấy. Bình thường thì ký túc xá là 6 người một gian, nhưng lớp thiếu niên năng động các ngươi là 3 người một gian. Chương 80 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Lam Hiên Vũ lấy ra một đồ vật nhận được khi nãy, một thứ trông có vẻ giống đồng hồ, sau đó hắn trả nhẹ lên cửa phòng, cửa mở, Lam Hiên Vũ chưa bao giờ ở qua trường học, với hắn mà nói, tất cả đều là tươi mới đấy. Hắn đi vào ký túc xá, bên trong có ba cái giường cao, cần phải treo bậc thang lên, phía dưới là bàn học, bên cạnh có ngăn tủ. Toàn bộ ký túc xá ước chừng có 20 mét vuông, rất sạch sẽ. Hai chiếc giường bên cạnh đều đã có đệm chăn, hiển nhiên là đã có người ở, chỉ có chiếc giường ngay lối ra vào là trống không. Ký túc xá của lớp thiếu niên năng động cùng những ký túc xá khác không quá giống nhau, tuy cũng chia ra ký túc xá nam nữ sinh nhưng đều ở chung một tầng. Đối diện là ký túc xá nữ sinh, các ngươi bên này là nam sinh. Ký túc xá của các ngươi rất giống ban phổ thông cấp 6 đấy. Giường cùng ngăn tủ phía ngoài đều là của ngươi. Cái đồ giống với đồng hồ đồ là dụng cụ thông tin, bên trong có tin tức chứng thực thân phận của ngươi, vô luận là quay về ký túc xá hay vào phòng học, hoặc khi sử dụng các loại khí cụ hay là đi nhà ăn ăn cơm, đều phải dùng đến nó bởi vì tình huống của ngươi có chút đặc thù, nên quyền hạn trong dụng cụ thông tin của ngươi tương đối cao, tất cả phương tiện của học viện đều miễn phí mở cửa đối với ngươi, kể cả cơm trưa. Đây là học viện đền bù tổn thất cho ngươi. Cảm ơn mục lão sư. Lam Hiền Vũ đem dụng cụ thông tin đeo lên cổ tay. Đã có thứ này, cuộc sống của hắn trong học viện sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Ta giới thiệu cho ngươi tình hình trước mắt của lớp thiếu niên năng động một chút. Đây là lớp thiếu niên năng động đầu tiên của Thiên La Học Viện chúng ta, toàn bộ thành viên ba gồm mấy người, ngươi là người cuối cùng nhập học đấy. Bọn hắn cũng đã qua hai tháng tập huấn, đã có tiến bộ rất lớn. Tuy rằng ngươi nhập học muộn, nhưng căn cứ vào khảo thí lúc trước lão sư vẫn kỳ vọng vào ngươi rất cao. Lớp các ngươi, nam sinh là 20 người, nữ sinh 10 người, Diệp Linh Đồng tới từ phân viện lúc trước của ngươi cũng ở trong đó. Buổi chiều ngươi sẽ lấy được thời khóa biểu, phải nhanh một chút đuổi kịp bộ pháp của mọi người, Hàng năm, lớp thiếu niên năng động đều có khảo hạch 3 lần trở lên, một khi thành tích không hợp cách hay bị tụt lại phía sau quá nhiều là sẽ có khả năng bị loại. Dù sao thì lớp thiếu niên năng động này cũng là ngang hàng với lớp thiếu niên thiên tài của Lăng Thiên học viện đấy, tương lai các ngươi sẽ tránh không được việc đại biểu học viện tham gia các trận đấu, bày ra thực lực của học viện. Học viện cũng hy vọng từ lần bắt đầu này của các ngươi, lớp thiếu niên năng động chúng ta có thể đánh cho vang thanh danh, trở thành tinh anh trong tinh anh của học viện. Hơn nữa, những thứ các ngươi được hưởng thụ đều là quy cách đãi ngộ cao nhất của học viện, điều này có nghĩa rằng các ngươi sẽ phải gánh vác trách nhiệm lớn nhất. Dựa theo kế hoạch của học viện thì tới khi các ngươi lên tới trung cấp, rất có thể sẽ đào thải qua một phần ba số người, lên tới cao cấp học viện, sẽ đào thải tới một nửa, cuối cùng chỉ có thể có 10 người trở thành đệ tử hạch tâm chính thức, cũng đã rất tốt. Cho nên, việc học tiếp theo sẽ phi thường gian khổ, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vâng. Lam Hiên Vũ dùng sức gật gật đầu, ở cái tuổi này của hắn còn không hiểu nhiều cái gì là áp lực, đi tới nơi này, nhiều hơn nữa là cảm thấy mới lạ. Ngươi chỉnh đốn một lát đi. Về sau trọ ở trường, tất cả đều phải dựa vào chính mình, còn có, nên tạo quan hệ tốt với các đồng học, vì rất có thể tương lai vài chục năm nữa các ngươi, cũng vẫn ở cùng một chỗ học tập, sinh hoạt. A, à, tốt. Mục trọng thiên xoa đầu hắn, nói, giữa trưa ta lại đến dẫn ngươi đi ăn cơm. Cảm ơn lão sư. Mục trọng thiên đi rồi, Lam Hiên vũ tức thì tò mò mà đánh giá ký túc xá, hắn cắt kỹ đồ đạc của mình trước tiên sau đó đi xem hai cái bàn của hại bạn cùng phòng trên mặt bàn bên trái bày biện năm sáu cái mô hình nhỏ đều là cơ giáp thoạt nhìn vô cùng tinh xảo không chỉ có cơ giáp hình người còn có cả cơ giáp hình thú thấy những mô hình cơ giáp này làm hiên vũ không khỏi nghĩ tới hai mô hình kia của chính mình vì vậy nắm đã âm thầm quyết định đợi cuối tuần cũng phải đem mô hình đến bày trên mặt bàn của mình mới được Chiếc bàn phía bên phải có vẻ gọn hơn một chút, trên bàn chỉ có một chậu hoa nhỏ, bên trong mọc ra một đám xanh thực vật mơn mởn, lá cây hình tam giác, hai bên còn có gai ngược, vừa nhìn đã cảm thấy chạm vào sẽ rất đau. Cái này chính là sở thích của hai bạn cùng phòng sao? Lam Hiên vũ bò lên giường, đem đệm của chính mình chảy ra. Khi hắn lên phía trên mới phát hiện, trên giường của hai bạn cùng phòng đều có màn, màn đã đem giường cách thành một không gian nhỏ, hơn nữa hai cái màn là giống nhau. Hắn tìm kiếm qua trên giường một lát, quả nhiên có một cái cái nút. Ngay sau khi hắn đè xuống cái nút kia thì lập tức có màn bay lên, một mực gắn lên trần nhà, đem giường ngăn cách ra, chỉ để lại vị trí bậc thang thuận tiện ra vào. Đừng nhìn cái màn này chỉ làm từ vải bố, nhưng nó lại cho người ta một cảm giác tư mật không tệ. Lam Hiên Vũ nhịn không được mà cảm thán trong lòng, học viện cân nhắc thật đúng là chu đáo a. À. Hắn trải tốt đệm chăn rồi nằm xuống giường, cảm giác coi như không tệ. Có lẽ là bởi vì quá thoải mái dễ chịu nên chỉ một lát sau Lam Hiên Vũ đã ngủ thiếp đi không biết qua bao lâu lam hiên vũ đột nhiên cảm thấy có vật gì đó đang đụng chính mình hắn vô thức mà trở mình ngồi dậy lại thấy một khuôn mặt béo mập cười tủm tỉm người là bạn cùng phòng mới tới a à, người mạnh khỏe chứ ta là tiền lỗi làm quen thoáng một lát người ăn cơm đi mục trọng Thiên lão sư vừa mới tới đây gọi ngươi đi ăn cơm ta nói với hắn rồi ta sẽ dẫn ngươi đi a à, a à, người mạnh khỏe ta là lam hiên vũ nghe thấy hắn nói là bạn cùng phòng lam hiên vũ vội vàng bò xuống từ trên giường tiền lỗi vỗ vỗ một bên chỗ nằm, cũng chính là cái mặt bàn bày cơ giáp kia kìa, hắn nói, ta ngủ ở đây, phong tử ngủ ở giường đó. Tên kia đói bụng quá, không có quay về ký túc xá mà trực tiếp tới nhà ăn rồi. Đi, chúng ta đi nhà ăn tìm hắn đi. Tốt. Thấy tiền lỗi nhiệt tình như vậy, làm hiên vũ cũng không khỏi lộ ra dáng vẻ tươi cười. Nhà ăn không có bên lầu ký túc xá này mà là ở phía sau lầu dạy học chính. Khu vực dùng cơm của đệ tử lớp thiếu niên năng động cùng những học viên khác là, tách ra đấy, khi lam hiên vũ đi theo tiền lỗi vào tới nhà ăn một mùi thơm đập vào mặt lam hiên vũ lập tức nuốt xuống một nhụm nước miếng từ khi đến thiên la thành việc cung ứng những nguyên liệu nấu ăn cho lam hiên vũ liền đã dừng chỉ có thể dựa vào việc ăn đại lượng đồ ăn để chống đỡ cho tiêu hao của thân thể nhưng mới tiến vào phòng ăn này hắn liền nghe thấy được một cỗ mùi vị quen thuộc một cỗ thuộc về nguyên liệu quý hiếm nguyên liệu nấu ăn quý hiếm tuy rằng cũng không phải điều tốt nhưng mang đến năng lượng sung túc cái này làm thức ăn cho lớp thiếu niên năng động cũng coi như không tệ, khó trách phải tách khỏi những đệ tử bình thường, Lam Hiên Vũ thầm nghĩ trong lòng. Nhưng Lam Hiên Vũ không biết là, vì bồi dưỡng lớp thiếu niên năng động này, Thiên La học viện đã phải rót xuống nguồn vốn gốc. Thật sự là bởi vì Thiên La học viện đã gặp một ít chuyện kích thích, cho nên mới đau nhức mà hạ quyết tâm bồi dưỡng một đám tinh anh nhân tài. Không chỉ riêng Lam Hiên Vũ được miễn tất cả phí tổn, mà trên thực tế, tất cả học viên của lớp thiếu niên năng động đều được học viện chi trả cho đại đa số bộ phận chi tiêu. Học viện tập trung những tài nguyên tốt nhất chính là vì bồi dưỡng những nhân tài ưu tú nhất. Với tư cách nếm thử, học viện đã phân phối không ít kinh phí cho lớp thiếu niên năng động, về phần có thể tiếp tục bao lâu thì phải nhìn vào thành tích của lớp thiếu niên năng động đầu tiên này. Lam Hiên Vũ còn chưa có tìm được chỗ ngồi, Lam Hiên Vũ đã nghe được một giọng nói hắn rất quen thuộc, nhưng hắn không nghĩ rằng mình sẽ nghe thấy. Diệp Linh đồng bước vài bước đã tới trước mặt Lam Hiên Vũ hai tháng không thấy, có vẻ như Diệp Linh Đồng đã cao hơn một ít, đôi mắt to của nàng cũng càng trở nên sáng người rồi. Sau khi thấy Lam Hiên Vũ, trong mắt của nàng tràn đầy sự vui mừng. Người mạnh khỏe rồi nha, Diệp Linh Đồng cao hứng nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.